và cuối cùng là hiện đại nha, hiệu trưởng một cô chưa là bà, một cô trước 85 mới tại Sài Gòn mà lái xe đi, mỗi ngày lái xe hơi đó từ nhà tới trường lên. Mà ông chồng là kỹ sư mà thuộc về thế hệ đầu của Việt Nam rồi thì sao, lây lát cuối cùng rồi thì cụ mới mất đây cũng 90 mấy rồi, không cũng 98, ai thì cũng 90 rồi. Và rồi thì sao, cuối cùng rồi thì hai ông bà là những Phật tử và chuyện chỗ quay về cũng chính là mấy trang kinh, chỉ còn bao nhiêu cái kia phải buông hết, cuối cùng phải buông hết. Và phải nói thêm là phía tôi đặc biệt nhắc đến ông cụ bà cụ này là bởi vì gia đình ông cụ bà cụ có một cái sứ mệnh lịch sử rất là đặc biệt đối với Phật giáo Nam Tông Việt Nam, đó là 2/3 kinh sách tiếng Việt mà của Nam Tông Việt Nam trước 75 đều được gia đình cụ là người in, đó là những sen vàng. Đấy, ai mà đọc kinh Nam Tông, kinh của ngày Hậu Tông, ngày của ngày Thông Kham gì đó, không biết ngày nào đó mà cứ gì thấy mà liếc liếc để sen vàng đó là của cái gia đình đó, của bố, ông bố là chủ nhà đó, ông bố của cụ mà cụ bây giờ cũng 98 mà ông bố của cụ nếu còn sống là còn già dữ được, thì ông bố là cái ông là chủ của nhà sen vàng. Rồi đó thì sao, người ta đi vào dĩ vãng hết rồi sao, cùng cái còn lại chính là cái già và cái bệnh rồi cái chết. Cho nên chúng ta có thể hôm nay chúng ta biết computer, chúng ta biết lái xe, chúng ta có bạc triệu, chúng ta có quốc tịch ở nước ngoài, chúng ta nói được 8 thứ ngoại ngữ, rồi chúng ta sống trong thế giới văn minh, rồi nhiều khi chúng ta thấy Phật giáo làm những cổ lũ sĩ rồi xí xưa rồi sao. Nhưng mà khoan, từ từ ngồi ngẫm ngẫm lại đi, khi nào mà trong người nó có dấu hiệu định bệnh, nó có dấu hiệu của tuổi già, của tóc bạc, của tiểu đường, của tim mạch, đấy, của tăng xong, không? Thì lúc đó mình mới ngồi mình nghiệm ra, hình như Phật nói đúng, hình như Phật nói đúng. Nói thiệt, chứ mình văn minh gỡ bao nhiêu, theo trong kinh đó, thì cái nền văn minh hiện tại của nhân loại nó không phải là đầu tiên, không phải là duy nhất, no, no. Cái mà quý hiếm nhất trên thế gian này, đó chính là cái sự ra đời của một Đức Phật. Mà còn lặp đi lặp lại mà hết Phật này tới Phật khác thì nói gì là cái nền văn minh vật chất. Nền vật chất này nè được lặp đi lại rất là nhiều lần, và trong rung này có rất là nhiều thành phần ở trong đây. Tôi biết tôi nói cái này nó sẽ nhảy dựng lên, nhưng mà kệ, quý vị tôi vẫn nói. Theo trong cái chú giải của Trường Bộ ấy, thì nói rằng tùy thuộc vào cái căn cơ của chúng sinh mà chúng ta quần tụ, không? Tập kết, không? Quần tụ và tập kết ở một cái nơi chốn nào đó, ví dụ như là sắp xếp trong một gia đình rồi gì nữa, rồi thì một dòng họ, rồi cái gì nữa, rồi một làng xã, một huyện, một tỉnh, một vùng miền, một đất nước, một châu lục, một bán cầu, rồi cái gì nữa, rồi từ từ cái chúng ta cái điểm cái hãy còn có điểm tương đồng mà chúng ta gặp, còn gặp nhau trên hành tinh này, rồi cái gì nữa, chúng ta mới khi không biết một pháp nữa thì biết tới đó này. Nhưng mà theo trong kinh á, thì chính vì có điểm tương đồng mà chúng ta mới gặp nhau trong một gia đình, một dòng họ, một làng xã, ấp huyện, tỉnh, khu vực, đất nước, vùng miền, không, rồi bán cầu, nam bán cầu, bắc bán cầu và cả hành tinh. Và mình không, mình cứ chỉ biết có một trái đất này mà tưởng mình cô đơn trong vũ trụ, chứ theo mô tả trong kinh ấy, thì cái nền văn minh này nó mới là duy nhất. Vì sao vậy? Là bởi vì nó, tôi phải biết bắt đầu làm sao, có việc cái ổ ếch, tôi giảng thầy nói cái này ổ ếch, cái ổ của ếch, hoặc là ai biết thì tôi nói bằng cái khác, đó là cái hộp é, các vị đi ra mua một tôi một ly hộp é, rồi các vị nổ nó,
thì trong cái một cái đống hột é nó có rất là nhiều hột é luôn rồi. Thì đó, cái mô tả trong kinh cái vũ trụ này, này cái trái đất mình nó chỉ là một hột é thôi, mà nó mà trong cái một hột é đó nó có một mặt trăng, một mặt trời. Là mình tưởng nó lớn lắm, theo khoa học bây giờ đó thì cái chỗ rộng nhất của vũ trụ là 300 triệu năm ánh sáng. Cái chỗ rộng nhất là 300, có nghĩa là nếu mà chúng ta đi bằng tốc độ ánh sáng là 300.000 cây số một giây nha, một giây. Nếu chúng ta đi bằng tốc độ đó thì phải mất 300 triệu năm mới đi hết cái chỗ rộng nhất của vũ trụ. Mà cái vũ trụ như vậy nó chỉ là một hộp é thôi, trong đó có một mặt trăng, một mặt trời, một thiên dương tinh, rồi kim tinh, quả tinh, mộc tinh. Thì tất cả nó chỉ nằm trong một hộp é thôi. Mà 1.000 cái hộp é như vậy nó là một tiểu thiên thế giới. Mà 1.000 cái tiểu thiên thì nó là một cái trung thiên thế giới. Và 1.000 cái trung thiên nó là một cái đại thiên thế giới. Và 10.000 cái đại thiên thế giới như vậy nó là một cái khu vực hoằng pháp của một Đức Phật. Và nó có vô số cái 10.000 như vậy. Nó có vô số cái 10.000 như vậy. Không phải tính mình tỷ đâu mà nó là vô số. Vô số. Và cái thế giới mà nó giống như mình vậy đó, cũng có con người động vật, rồi cũng có nền văn minh, computer, xe cộ, nó có vô số. Mà đương nhiên nó mà lúc thì ở đây có, lúc thì ở kia có, nhưng mà chưa hẳn là nó cùng lúc. Và cái chu kỳ của chúng sinh đó, thì có lúc thì chúng sinh văn minh về tâm linh, có chỗ lúc để văn minh về vật chất. Rồi nói về tiền não, có lúc chúng sinh nó sống nhiều với tham, có lúc nó sống nhiều với sân, có lúc nó sống nhiều với si, với tà kiến. Đấy, có nghĩa là ngay trên một cái hộp ké đó thì cũng nó tiến bộ về thế gian giải hạn như thời Đức Phật. Thì thời đó chúng sinh phải nói là cái văn minh về tâm linh, thời nó bắt thiền đắc đạo rất dễ, rất nhiều. Chẳng hạn như thời đó mình thấy, trong cái thời đó mình thấy là bên Tàu, bên Ấn, bên Hy Lạp là có Đức Phật, rồi có Khổng Tử, Lão Tử, rồi Socrates, Plato, đó, đó, cái thời đó. Nó đã trên làm cho vài trăm năm, nhưng mà trong thời đó là cái chương trình gọi là đỉnh cao của gọi là văn minh tâm linh. Còn bây giờ là đỉnh cao và văn minh vật chất. Và còn nói về phiền não thì tùy thời, có lúc thì nặng về cái thứ phiền não nào đó, có lúc thì sống nhiều với cái thiện pháp, đức tin nhiều, trí tuệ nhiều, thiền định nhiều. Đấy. Rồi mình ác pháp cũng vậy, cũng tùy thời. Mà nó những cái gì và ngoài cái vũ trụ này ra, ngoài cái hộp é này ra này, vô số những hộp é khác bị chàng như vậy đó. Nó bị chàng như vậy, có lúc nó cũng mạnh cái này, nó lúc nó yếu cái kia. Ai nhớ cho nên là mình tưởng cái nền văn minh mình nó là duy nhất, mình là cô đơn trong vũ trụ, sai. Đó là cách nghĩ của một cái người không biết Phật pháp, mà đã vậy còn cạn nghĩ về đời, về khoa học, mình rất là cạn nghĩ. Đấy. Bởi vì khi mà mình nói rằng mình là cô đơn trong vũ trụ, có nghĩa là mình tự đóng khung của vũ trụ mình này, nó là 1m2, 2m2, mình mới nói là mình là duy nhất. Nhớ nha. Nhớ cái đó. Cho nên chúng ta có học bao nhiêu rồi nữa, chúng ta chỉ là một cái biết, chúng ta chỉ là một hòn cát trên bờ biển, trên sa mạc. Yeah. Cho nên cái quan trọng nhất là cái biết nào mà dành là khiến cho chúng ta ngay bây giờ được an lạc, những người quanh ta được an lạc, và nếu có kiếp sau thì mình tiếp tục an lạc, và nếu có con đường giải thoát thì cũng mình cũng sẽ được giải thoát. Và con đường nào mà nó ngoạn mục như vậy, con đường nào ta? Đấy. Rồi mình nghĩ đây, tức là mình có hai lối sống. Một lối sống làm cho mình vui, và lối sống làm cho mình khổ, thì mình thấy cái lối sống làm cho mình vui tốt hơn, đúng không? Rồi lối sống thứ hai, lối sống làm sao mà mình có thể đem lại cái niềm vui cho người khác, đem lại cái nỗi khổ cho người khác, mà thấy cái nào hay, rồi đem lại niềm vui tốt hơn, đúng. Mà cái thứ ba, nếu có kiếp sau thì mình muốn tiếp tục sung sướng hay đau khổ, hình như cái sung sướng này hơn. Rồi như vậy mình chọn cái sung sướng, tức là khỏi sướng mình, sướng người, sướng đời này mà sướng đời sau. Rồi cái thứ tư, nếu quả thật có một cái cú cánh cao nhất để hướng tới thì đó là giải thoát hay là tiếp tục trầm luân, thì tùy mình. Nếu mình thấy cái giải thoát tốt hơn thì mình chọn cái đường giải thoát. Rồi bây giờ mình gom lại, cái con đường nào
con đường nào mà làm cho mình vui hơn, con đường nào giúp người khác được vui hơn, con đường nào bảo đảm cái kiếp sau hơn. Giả dụ có kiếp sau, tôi bây giờ tôi đang nói chuyện với đám vô thành mà, cho nên tôi nói lúc nào cũng rì hào hết. Giả dụ có kiếp sau, rồi giả dụ có một con đường giải thoát, giả dụ có một cái mục đích, có một cái cú cánh cao nhất đáng lên mình hơn, thì để có được một cái hành trình sống như vậy đó, thì tự chúng ta chọn đi, sống ác hay sống thiện. Muốn cho mình vui hơn hay là khổ hơn, chắc chắn mình vui. Mà muốn cho mình vui thì mình nên sống ác hay sống thiện? Như sống thiện chắc hay. Rồi bây giờ muốn cho người khác được an lạc thì mình nên sống ác hay sống thiện? Hình như sống thiện đúng hơn. Rồi sống thiện. Rồi nếu có một kiếp sau thì cái chúng về mà ngon lành đó, thì nó dành cho người ác hay người thiện? Hình như người thiện chứ. Rồi nếu có một cái cú cánh ngon lành để mà tìm về hướng đến, thì nó dành cho đứa nào? Hình như cho đứa sống thiện. Như vậy thì mình tổng kết lại, thì ra sống thiện là càng nhất. Trước mắt là mình ok, mấy người chung quanh mình nó ok. Nếu có một kiếp sau thì kiếp sau nó cũng ok. Và nếu có một cú cánh ngon lành thì sống thiện cũng ok. Nhớ nha, nhớ cái đó đó. Chứ ở đây đừng có tin Phật là bởi vì bà ngoại đi chùa nên má đi chùa, má đi chùa nên tôi đi chùa, tôi đi chùa nên tôi bắt con tôi đi chùa, mà con tôi đi chùa thế nào cháu tôi cũng đi chùa. Thì nếu mà Phật tử Việt Nam toàn là cái kiểu mà đi chùa, cái kiểu mà chùa cắn đuôi đó, thì cái đó không khác. Này, đây biết chùa cắn đuôi không ta? Nó thấy đường còn cắn đuôi kia, kêu đi chùa kiểu chùa cắn đuôi đó. Mà mình phải có một cái chủ kiến. Phải có một cái điều kiện và có cái lập trường là tự có, tự phát. Chứ còn mình cứ đi nhờ cậy người ta nói sao nghe vậy, người ta nói vậy cũng nghe theo là kẹt lắm. Mình không có cái như bữa họp thì bị nhớ cái bài kinh kia rồi, bài kinh kinh Ca Lăng Na. Thì trong kinh nói chúng ta có nhiều cái kiểu mà tìm đến người khác đó. Có khi chúng ta tin một cái câu nói chỉ vì nó đã được một đám đông rần rần ủng hộ. Này, chúng ta tin cái điều gì đó chỉ vì nó được trao truyền bởi một người khá kính. Chúng ta tin cái điều gì đó bởi vì nó đã được xem là công thức mẫu trong kinh điển chính thống. Kẹt lắm. Bởi vì một cái điều phạm bậy dầu 1 triệu người chấp nhận thì nó vẫn bậy. Một cái điều đúng dầu không ai nhìn nhận nó cũng vẫn là đúng. Phải tin chuyện đó. Bởi vì hôm nay chúng ta biết với cái phương tiện mà truyền thông hiện đại bây giờ, bất cứ một cái thế lực nào mà có tiền có quyền thì nó có thể tác động đến cái suy nghĩ của hàng triệu người, hàng trăm triệu người. Cho nên phải cẩn thận cái đó. Ví dụ như giờ người ta nắm về cái phương diện truyền thông, người ta nắm hết, thì mỗi ngày người ta phải bắt mình đọc những thứ người ta muốn, người ta bắt mình phải nghe, phải nhìn, phải tư duy cho những thứ mà người ta muốn. Mà mình không biết, mình biết mình là con cá cảnh, mình biết, xin lỗi, mình biết mình là mình chỉ là một thứ gia súc của người ta chăn dắt. Thế là cắm đầu mà tin. Từ nhỏ là đã được nhồi sọ rau dạng tuy nhiên cái đó, rồi từ từ nó lớn lên mình thành con cá kỹ, mình làm mình không hay. Mà mình không đủ cái tỉnh táo, không đủ cái bình tĩnh để vượt thoát ra cái chuồng củi lồng chậu đó. Và mình cứ tưởng là mình có cái bằng này học, mình ý thức mà mình quên là mình chỉ là con cá cảnh mà có bằng cấp. Bởi vì sao? Bởi vì mình tư duy, mình suy nghĩ trong cái khuôn khổ mà người khác mang cho, khổ như vậy đó. Đấy. Cho nên cái bài kinh Kalama là bài kinh này. Bài kinh Kalama là nội dung mà kiếm cảnh trọng rồi đó. Bây giờ qua cái bên bài kinh Sisama thì cái nội dung vẫn là tiếp nối. Nếu mình muốn nghĩ như vậy vẫn đúng, nó vẫn là một nội dung tiếp nối. Có nghĩa là cái biết nào đi nữa, nó phải dựa trên tiêu chí là an lạc cho mình, an lạc cho đời, an lạc đời này, an lạc kiếp sau. Và cái con đường nó có thể dẫn đến cái cứu cánh cao nhất. Nếu quả thành trên đời có cứu cánh đáng đến nữa thì mình vẫn phải sống làm sao để có thể tới được cái cứu cánh đó. Đấy, cái trọng lửa là trọng lửa như vậy. Mình kinh này nó sâu lắm, mình kinh đọc lướt mà thấy có vẻ giống hơi quầy dốt vậy đó. Tôi rất yêu những ngày nhiều nắng, nhưng nếu trời có nắng cũng không sao, cái dạng này dạng quầy dốt. Mà không phải mình kinh này nói mình kinh quầy dốt, mình kinh nhiều lắm. Có nghĩa là ngày giảm mình phải cẩn trọng. Trí tuệ như ngày biết cả một vua rừng, mà khi ngày dạy ngày chỉ lọc ra cái chuyện đó là một nắm tay thôi. Thì mình cũng vậy, từ cái kiến thức, từ cái thời gian, từ cái công sức,
không? Bao nhiêu thứ mà mình đang sở hữu được thì chỉ nên ưu tiên cho cái gì mà nó đem lại lợi cho mình, cho người đời này kiếp sau, và nó hỗ trợ về lý tưởng giải thoát nếu cái đó là có. Mà cái đặc biệt nhất, có người thắc mắc tại sao tôi sống tôi có nhà cửa vợ chồng con cái rồi vui đâu, chuyện gì tôi phải đi đến với đạo, rồi tại sao mà tôi phải cầu giải thoát thì mất cái gì? Tôi nghĩ đời sống này nó quá là bự phát, quá hoàn hảo rồi, bây giờ mất cái gì nữa? Thì tôi chỉ nghĩ chuyện nhỏ thôi. Anh thấy cuộc đời nó ra sao mà anh thấy nó hoàn hảo? Anh thấy làm sao? Anh thấy làm sao nó hoàn hảo? Và anh cẩn thận trong kinh Phật nói thế này, tùy thuộc vào cái túc duyên, cái trình độ của mình mà mình thấy thế giới này nó ra sao. Chính cái thái độ, chính cái trình độ nó dẫn đến thái độ. Và nếu có người hỏi tôi tại sao tôi phải học Phật pháp, tại sao họ phải học Phật pháp, thì tôi chỉ gợi ý một điều và tôi mong rằng mấy bà con đang nghe này nè, thích thì không thì mặc xác, nhưng mà hãy ghi nhận cái câu lời này. Nếu ai hỏi tôi tại sao mà phải học Phật pháp, tôi sẽ trả lời thế này: the world is what you see. Thế giới này nó chỉ là cái gì mà anh nhìn thấy. Cái câu này biết có hiểu không? Cái gì có thằng đôi bẩm sinh thì thế giới này đối với nó là chỉ là cái gì ngửi được, nghe được, rờ được, nếm được, ngoài ra ba cái hình ảnh màu sắc, hình dáng dẹp nó đôi bẩm sinh mà. Còn đối với đứa đi bẩm sinh thì thế giới thì nó là đủ thứ, mà trừ ra thứ âm thanh nó không biết, nó không hề biết rằng thế giới này nó có cái gọi là âm thanh tiếng động, nó không biết, đúng chưa? Rồi. Như vậy thì cái thế giới này nó là gì, là tùy thuộc vào khả năng cảm nhận của chúng ta. Và tại sao chúng ta phải học Phật pháp? Vì Phật pháp cung cấp cho ta một cách nhìn khác về thế giới, một cách nhìn mà nếu không có Phật pháp ta không tài nào nghĩ ra. Thử đi, nếu mình là một con người mà con người đúng nghĩa đó, thì ngoài cái đói ăn khát uống giao phối và tự vệ đó, thì mình cũng phải có những cái nhu cầu thứ tư là tư duy. Chỉ còn đa phần thì chỉ có bốn thứ nhu cầu: đói ăn khát uống giao phối và phản vệ, phản ứng là tự vệ đó. Đa phần là chỉ có bao nhiêu đó, rồi lẫn một cái bằng cấp, chỉ là cái cần câu cơm thôi, lấy ra đi kiếm cơm, rồi lấy cái bằng cấp treo lên đó là cứ tưởng là mình là trí thức, và đôi khi cái đầu của mình nó chỉ quẩn quanh bốn thứ: ăn, ngủ, giao phối và phản vệ. Thì cái này bốn cái phản ứng này hoàn toàn có thể tìm thấy ở một con thú. Yeah, hoàn toàn có thể tìm thấy ở một con thú. Mà mình để mình con người, mình quần là áo lụa, nhà cửa, xe cộ, vợ chồng con cái, trí thức không, bằng cấp, học vị, học hàm, ừa lưa hết. Mình tưởng mình ngon, nhưng thật ra đó, mình chỉ sống trong bốn cái: đói ăn khát uống giao phối và phản vệ. Mà bốn cái này nó y chang như con thú, con sóc, con chuột, con rắn, con mèo, nó đi kiếm ăn theo cái cách của nó. Còn mình thì mình sang hơn, mình đi kiếm ăn bằng cái bằng cấp, mình đi kiếm ăn bằng cái phòng mắt của bác sĩ, bằng cái văn phòng của luật sư, đây, bằng cái văn phòng của người môi giới nhà đất. À, mình tưởng mình sang, nhưng mà thật ra đó là kiếm ăn no more, không có gì thêm nữa, chỉ vậy thôi. Đấy, chỉ vậy thôi. Cho nên mình phải ngoài bốn cái nhu cầu căn bản của một động vật, đấy, thì đó là đối ăn khát uống giao phối truyền giống và phản vệ, nó còn có cái suy tư. Suy tư là suy tư gì? Suy tư về bản chất của đời sống, mình là cái gì trong cái vũ trụ này, ở đâu mình tới, mình sẽ về đâu, và ngay bây giờ mình nên làm gì? Lẽ nào ý nghĩa của đời sống chỉ là có chừng đó thôi, chỉ là ăn uống giao phối truyền giống và phản vệ hay sao? À, mà đa phần thì cái phần họ không có mệt, nó mệt lắm, mệt. Cách đây không lâu có một cha đến học bên đây, thì nghe tôi giảng xong anh cha hỏi một câu, hết thầu chứ. Ôi, cái đạo gì mà sao nói vòng vòng, cái đạo này nói hồi thì đời khổ quá, có gì mà đúng. Thế giới này nó chỉ là khổ thôi, nhưng mà cái khổ nó có hai nghĩa: cái khổ bản chất và khổ cảm giác. Cái khổ cảm giác là những gì mà thân khó, thân tâm khó chịu, đau đớn, sợ hãi, bức bối, phiền phức, đó gọi là khổ cảm giác. Nhưng mà cái khổ bản chất là gì? Là cái gì mà nó bất toàn, bất cách, thì cái đó gọi là khổ bản chất. À, ví dụ như bây giờ mình thấy một cái thằng mà nó đang chích choát
nhậu nhẹt nhảy đi đầm trang gái nghiện bài nhạc nghiện nhạc bài đó, mình thấy nó sướng thiệt đó, nhưng mà mình hiểu rồi hiện giờ nó không có khổ cảm giác, nhưng mà nó đang sống trong cái khổ bản chất. Vì sao? Vì cái nền khổ bản chất là cái nền cho khổ cảm giác. Khổ bản chất là cái nền, nó là cái nền của bất chắc, bất toàn. Bởi vì cái đó sống kiểu đó là nay mai, một là đổ bệnh, hai là nợ nần, ba là tai tiếng, bốn là mất uy tín, năm là sự nghiệp tan qua, càng nói càng canh tật. Cho nên nói gọi là khổ bản chất. Thì đói nghèo bệnh tật đó là khổ cảm giác, nhưng mà cái sự có mặt trong cuộc đời này nó là cái khổ bản chất, nó là cái nền, nó là cái nền cho bao nhiêu thứ khổ cả. Chỉ vì mình mang cái cục thịt mấy chục ký này thì bao nhiêu cái hệ lụy được sản sinh, được khởi sinh từ đó. Này, từ cái chuyện mình có cái cục này nè thì nó mới có cái chuyện mà thị phi, khen chê, chửi rủa, tự ái, rồi bị tổn thương, bị xúc phạm. Vì có cái cục thịt này nè mà nó mới có cái chuyện hờn giận, căm tức, ngủ không được, bị suy nhược thần kinh, bị bởi bao tử, bị tim mạch, bị hô hấp, bị tiêu hóa, bị bài tiết, tầm lớp mất bao nhiêu chuyện, bao nhiêu vấn đề từ cái cục nào với cái cục này. Và chính vì cái cục này nó mới có tai nạn xe cộ, rồi mới có té, rồi mới có thương tích, mới có máu me, rồi có cái cục này nó mới có tuổi già, nó mới có các chứng nan y. Thì chính cái cục này nó mới có cái chết, nó mới có những giây phút mà cận tử gắt 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 mà không chịu chết. Vì cái cục này nó mới có cái vụ mà nằm mấy năm trời mà tiêu tiểu tại chỗ, hôi rình khai ngấy, vợ chồng con cái ngó lơ. Tôi nói nó hoài là vậy, bởi vì khó nói luôn. Vì bây giờ cái vị mà nằm với một cái nằm mà sáng ngủ dậy nắm chịu chết, mình mới chơi quân lửa bên mà không nghe lời đó, là cái bị nhìn nó nạt, đúng không? Vợ mình, chồng mình, con mình, cái mình hơn cháu chắc chực chực chớt chét, mình còn có tiền thì nó còn dùm dùm. Cái thứ mà coi như không có tiền nữa, thông cảm đi, thông cảm đi, nằm nó trời nó chết. Mà tôi nói thiệt, người đó là tôi tới tôi thăm mà tôi thấy ông Kiên với ông Nhân nè. Mà ông Kiên mà tôi biết ổng ở trong nhà băng có vài triệu rồi, còn ráng đi xin xin cái đâu trả nhí nhí cho mình chút. Còn cha Kiên rồi đó có sống mình tiền trợ cấp xã hội, mà vợ con trả cái cũ lẹ, giờ cũng đi theo ai mất tiêu mà được con để gọi tiệt xứ nghĩa đó, con đứa đi Mỹ, đứa về Việt Nam. Còn ông kia nhìn nằm nó nói, ôi rình gây ngay, mình gặp nhạc, ngày gặp tôi tới nước tiếng chảy, nhờ tôi lấy giùm ly nước, rồi ngứa quá, biết sao rồi, nó suy gãi giùm, nó chú chắc tôi thăm trả được chuyện như anh, tất nhiên là tôi, ngàn năm mây trắng bay, về vũ hán theo khối hiệu, lên Hoàng Hạc Lâu, không bao giờ, mà chuyện hẹn quay trở lại, mình ghét gì quá. Mà thở nào là chàng còn sung sức, rồi vô mở lớp, là đẹp si, rồi là nhất niên thì tôi lúc đó là tới bây giờ mà nằm liệt một chỗ rồi vợ bỏ con đi là dễ sợ như vậy kinh khủng lắm. Bây giờ thì chưa bây giờ còn có lắm, thấy đời còn màu hồng đã lắm đó. Cho nên mình mới quay trở lại sống là phải nhắm đến cái gì là cốt lõi, phải sống là có ý nghĩa. Mặc dù đời sống là vô nghĩa, và đời sống là vô nghĩa, nhưng thấy được cái vô nghĩa đó thì chính nó là việc làm có ý nghĩa nhất trong cuộc đời. Vì câu nói này các vị nghe hiểu, thấy được đời sống này là vô nghĩa thì cái thấy đó là cái ý nghĩa nhất trong cuộc đời của mình. Nếu các vị hỏi tôi, sư ơi, người Phật tử sống phải có ý nghĩa, phải có lẽ không sư? Tôi đúng. Mỗi gì theo sự sống như thế nào mà gọi là sống ý nghĩa, còn là sống có ý nghĩa nhất chính là chiêm nghiệm hương trần, để thấy rằng mọi thứ là vô nghĩa. Thấy nó là vô nghĩa thì nó chính là một cái mà ý nghĩa nhất trong cuộc đời này. Mà tại sao nói như vậy? Không có nghĩa là tôi kêu gọi bị chán đời nhảy lầu sờ dây điện mà tiếp tục làm cha, làm mẹ, làm chồng, làm vợ, tiếp tục sống. Đi tu được thì tu, còn không cứ tiếp tục ở ngoài vậy. Nhưng mà với một cái tâm niệm tôi là mọi thứ do duyên mà có, rồi cũng do duyên mà mất đi. Thì với một cái nhận thức thường trực như vậy đó, thì trước cái thị phi đó, trước những cái mất và được, trước cái vinh nhục phù trầm danh hư tiêu trưởng, thoải mái, an lạc ngay bây giờ. Và nếu có đủ duyên thì chứng thánh ngay bây giờ. Và
Pháp môn trước niệm xứ là gì? Pháp môn trước niệm xứ chính là một cái hành trình mà ta thường tâm sống với sự tỉnh thức của chánh niệm, với sự nhận thức của trí tuệ. Chuyện đầu tiên là một, biết rõ mọi thứ nó đang diễn ra, và biết biết rõ mọi thứ đang diễn ra và biết rõ những thứ đang diễn ra là cái gì. Biết rõ how và what, chỉ có how và what thôi. Biết cái gì, biết mình, biết thân tâm này đang ra sao và cái đang diễn ra đó nó là cái gì. Chỉ liên tục sống như vậy, vẫn tiếp tục lái xe, vẫn tiếp tục đi làm, vẫn tiếp tục là chồng, là cha, là vợ, là con, vẫn bình thường tiếp tục, nhưng mà luôn luôn trong nhận thức biết rõ mình làm cái gì, biết rõ đi đứng ăn uống nhai nuốt nói cười buồn vui thiện ác, biết biết cái đó nó đang diễn ra, biết biết mọi thứ do duyên mà có rồi cũng mất đi. Thường trực sống như vậy thì sẽ có một ngày các vị ngộ ra cái chữ tại sao đời sống này là vô nghĩa. Nó chỉ hoạt động để sống và nó sống để hoạt động, và hoạt động nó chẳng dẫn về đâu hết, chẳng dẫn về đâu hết. Tại vì tự mình ngồi mình dựng ra một mục đích, mình thấy nó cao siêu. Tôi là một người chồng thì tôi phải có khả năng lo cho vợ, tôi là một người cha phải có khả năng lo cho con, tôi là một người vợ thì phải lo cho chồng, tôi là một người mẹ thì phải lo cho con, tôi là một người con thì phải lo cho bố mẹ ông bà. Mình nghĩ đó là những cái trách nhiệm, rồi, rồi cộng với những cảm, những cái nụ cười, những cái niềm vui nho nhỏ thỉnh thoảng xen vào nha. Rồi cộng với cái tôi được vui rồi, tôi hoàn tất trách nhiệm và những cái đó là của tôi, chồng tôi ok, con tôi ok, vợ tôi ok, nhà tôi ok, rồi và thỉnh thoảng thôi nó xen một vài cái niềm vui, thì lấy cái tôi, cái mặt mũi của cái tôi giả tưởng đó cộng với một vài cái niềm vui mà lai ra, cộng lại thành ra là cái mục đích sống. Chứ thật ra nó tẻ nhạt vô cùng. Cứ thử đi, làm hết trách nhiệm người chồng rồi cuối cùng sao? Một là nó không chết, nó lãnh 90 năm lãnh, tâm nó cũng lãnh. Bây giờ ngơ ngơ con gái làm vợ, tiếp tục làm vợ đi, làm mẹ đi, thì tiếp tục sống sung sướng hay đau khổ đi, thấy không? Thì tới 90 năm lãnh thì tâm nó lãnh, 100 năm lãnh, 101, 102 nó cũng lãnh. Còn không nó sẽ chết trước khi nó lãnh. Coi như là cái chung cục của đời sống đó là cái sự tẻ nhạt. Bao nhiêu cái mình dành mộng với mình còn sinh lực, mình còn sinh lực, mình còn tuổi trẻ, mình còn sức sống, mình thấy nó hay, nó đẹp. Chứ còn mình nói từ nó rốt ráo đó, thì đời sống mình chỉ là sự vô nghĩa, sự tẻ nhạt. Và cái mà nó động cơ thúc đẩy mình là do mình tưởng mình nghĩ ra thôi. Mình tưởng mình nghĩ ra. Và tu tứ niệm xứ là sao? Là cái cơ hội để mình quan sát mình như là mình quan sát người khác. Mà có nhiều cái, có nhiều chuyện lạ lắm. Các bạn nhìn người khác, các bạn thấy rõ hơn chuyện người mình sáng là chuyện mình quán. Quán là có chữ rơi, quán là mù quán, là đuối ấy. Chuyện người mình sáng, chuyện mình quán là vậy. Các bạn quan sát đời sống của người khác, các bạn thấy nó nản lắm. Đi làm để sống, sống để đi làm để sống, rồi sống để đi làm. Mà tới phiên mình thì mình thấy ok, vui quá. Lâu lâu cuối tuần có bạn bè tới thì câu cá, ăn nhậu, khăn binh, rồi karaoke, rồi đánh bài, rồi lâm ích, làm thấy vui, không? Con đi học rồi có bằng cấp tốt nghiệp ra trường, có công việc làm. Vợ vui, chồng vui, mình thấy nhà vui. Chứ mình, đó là chuyện của mình. Chứ mình nhìn người khác, mình thấy nó kỳ. Mình thấy nó tẻ nhạt rồi, lớn lên con, gái thì lấy chồng, trai thì có vợ. Rồi cũng biệt diện mỗi đứa đi một phương, rồi trong nhà chỉ còn lại hai chồng, mà đó là một cái bi kịch bắt buộc, đó là bi kịch tất yếu, đương nhiên, cố nhiên, mặc nhiên, hiển nhiên. Và cứ ráng gượng, rồi có nhiều người họ gượng đến tuổi già luôn, vô minh, ù lì tới già, ráng rồi thấy tới, rồi có tuổi già, có cháu ngoại, cháu cố, rồi thấy tụi nó về quần tụi vui vẻ, mình ráng, mình tưởng được là vui, chứ còn nhậm đây, nhậm rồi thôi. Nó ồn chịu không nổi, tôi kể hoài cái câu chuyện. Cái ông lạnh trà nó làm biến lắm. Ăn rồi cứ lên giọng ngậm cái tâm coi báo. Rồi bố mẹ mới mắng rồi. Này kiểu này về già, bây giờ mày không làm lụng rồi làm gì có vợ con. Mày có làm lụng có vợ con, có gia đình. Chứ mày cứ cái đà này tới về già, cái tâm sẽ răng cũng có người đưa nữa. Anh nghe anh quản hồn, anh ráng đi làm. Rồi có vợ, anh đẻ lên bầy con. Rồi từ từ anh có cái cháu ngoại, cháu cố. Tới lúc mình 90 tuổi, rồi anh vô anh nằm ở trong phòng, anh nghe cũng ít, nó hét ở ngoài. Con cháu bốn thế hệ đó nằm ở ngoài, nó hét. Rồi nó hát karaoke, rồi nó nhậu nhẹt, nó gây lộn, người chiếm bếp bầm bầm sắc sắc, ở nhà hai mươi mấy mạng, bốn thế hệ.
mà ông chính trực tuổi nằm trong phòng nó mới nhớ lại lời xưa mà trời ơi, chỉ vì cái tâm xẻ răng, chỉ vì cái tâm xẻ răng mà nói ngày xưa, mà bây giờ cuộc đời của con nó tan nát như thế này. Nó chỉ đến một lúc nào đó mình thèm lắm, mình thèm là đi đứng mà tay chân không đau, tối ngủ không đái dầm, và ban ngày nó khi nào muốn nghe tiếng lặng thì nghe, muốn yên thì nó êm, cái thèm nó nhiều. Bởi tôi nhớ rồi, hai bạn sinh viên lâu ngày không gặp nhau, lúc ra trường hết gặp rồi. Bữa nó gặp lại nhau, thằng có vợ, thằng chưa có vợ, thì thằng tèo nó hỏi một tiếng, nó hỏi bây giờ mình cũng còn mình, nó còn mình. Thế mình nghĩ sao tại mày bằng tuổi nhau bây giờ thì ra hai đứa mày giờ cũng còn mình hết. Thấy mấy ông cụ tôi ngán quá, thấy mấy ông cụ tuổi già con cái lụm đụp ngán, mà tôi thấy mình có vợ tôi ngán. Thằng bà shopping rồi nói nhiều, tám mua nhiêu lê rồi tôi chịu, tôi sợ lắm. Tao tôi muốn kiếm con vợ đẹp, mà cái này mình muốn nó cười thì nó cười, muốn là nó muốn nín cười thì nó nín, muốn nó nói thì nó nói, nó im thì Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Mai, Nam mô Sang Khai. Con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng, con kính đảnh lễ Ngài Trì Đức Sư Phước Sang, quý cô tư nữ Như Pháp, quý bà quý cô tư nữ, con kính chào đạo tràng. Hôm nay con xin phép được đọc kinh Tam Bảo. Sakye Kame Charupe Girisikiratate Chantalinke Vimane Dipe Rante Jagame Taruvanagahane Gehawantu Hikente Bumma Jayantu Dewa Jalatala Visame Yankha Gantampa Naga Tinh thần ta san thi kê yam Muni vara vajanang sa tha vô mê Sunan tu tham masa vana kalo Ayam padanta tham masa vana kalo Ayam padanta tham masa vana kalo Ayam padanta. Xin thỉnh chư thiên ngự trên cõi trời dục giới a cùng sắc giới, chư thiên ngự trên đất núi a núi không liền, hoặc nơi hư không ngự nơi cồn bãi đất liền, hoặc cang châu vựng ngự trên cây cối rừng rậm, hoặc luôn vườn à, chư gia xoa càng thác bà cùng long vương dưới nước trên bờ, hoặc nơi không bằng phẳng gần đây, xin thỉnh hội họp lại đây, lời nào là kim ngôn cao thượng của Đức Thích Ca Mâu Ni mà chúng con tụng đây, xin các bậc hiền trí nên nghe lời ấy, xin các ngài Ngài đã đứng, giờ này là giờ nên nghe Pháp bảo, xin các ngài đạo đứng, giờ này là giờ nên nghe Pháp bảo, xin các ngài đạo đứng, giờ này là giờ nên nghe Pháp bảo. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Phật Ca Hoa đó, ngài là bậc A-la-hăng cao thượng được chứng quả chánh biên tri do ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Phật Ca Hoa đó, ngài là bậc A-la-hăng cao thượng được chứng quả chánh biên tri do ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Phật Ca Hoa đó, ngài là bậc A-la-hăng cao thượng được chứng quả chánh biên tri do ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Itipiso Phakawa Arahang. Đức Thế Tôn hiểu Arahang bởi ngài đã xa lìa căn tội lỗi nên
tiền thiên tâm thân và khẩu của ngài đều được trần. Samma Sambuddho, Đức Thế Tôn hiểu Samma Sambuddho, với ngài đã thành bậc chánh đẳng chánh giác, ngài tự ngài ngộ lấy không thầy chỉ dạy. Vinca Charana Sampanno, Đức Thế Tôn hiểu Vinca Charana Sampanno, với ngài toàn đắc ba cái giác, tám cái giác và 15 cái hạnh. Sukhato, Đức Thế Tôn hiểu Sukhato, bởi ngài đã ngự đến nơi an lạc, bất sanh, bất diệt, đại niết bàn. Lokavitu, Đức Thế Tôn hiểu Lokavitu, bởi ngài đã thông suốt tam giới. Anuttaro, Đức Thế Tôn hiểu Anuttaro, bởi ngài có đức hạnh không ai bì. Purisa Dhamma Sarathi, Đức Thế Tôn hiểu Purisa Dhamma Sarathi, bởi ngài là đấng tế độ, những người hữu duyên nên tế độ. Santha Deva Manunsanam, Đức Thế Tôn hiểu Santha Deva Manunsanam, bởi ngài là thầy cả chư thiên và nhân loại. Puntho, Đức Thế Tôn hiểu Puntho, bởi ngài giác ngộ ly tư diệu đế và đem ra giáo hóa chúng sanh cùng biết với. Phakawati, Đức Thế Tôn hiệu Phakawa, bởi ngài đã siêu xuất tam giới, tức là ngài không còn luân hồi lại nữa. Nam thi mê saranam anyam, buồn thù mê saranam quaram, ê tê na sánh cha quánh chê na hô tu mê cha ya mong ca lăng. Chẳng có chi đáng cho con phải nương theo, chỉ có đức phần là quý bao, nên con phải hết lòng thảnh kính mà nương theo, đặng cầu sự an lạc đến cho con, ý như lời chân mục này. Xuân Kha Tu Phá Ca Qua Ta, nghĩa là tam tạng pháp bảo của Đức Thế Tôn đã khẩu truyền y theo chánh pháp. Thâm mô là pháp thanh có chính hạng, bốn đạo bốn quả và một niệm bàn. Sẵn đính thi cô là pháp mà chư thánh đã thấy chân, biết chắc bởi nhờ khiến tánh, chẳng phải vì nghe, vì tin kẻ nào khác, nghĩa là tự mình thấy rõ chân lý. Akaliko là pháp độ cho đắc quả không chờ ngày giờ, là khi nào đắc đạo thì đắc quả không chậm trễ. Ehipasiko là pháp của chư thánh đã đắc quả rồi, có thể ứng hóa cho kẻ khác biết được. Opaniko là pháp của chư thánh đã có trong mình do nhờ phép thiền định. Bát chánh tăng quên đi tam bồ vinh như hỷ ti là pháp mà các hàng trí tệ, nhất là bậc thượng trí được biên tượng thấy từ nơi tâm. Nánh thi mê xá ra nâng anh nhân, thầm mô mê xá ra nâng quá rừng, ê tê na sách châu anh chê na hồ tu mê cháy a măng ca lần. Chẳng có gì đáng cho con phải nương theo, chỉ có pháp bảo là quý bao, nên con phải hết lòng thảnh kính mà nương theo, đặng cầu sự an lạc đến cho con, y như lời chân thật này. Suppatipanno Phakkhavato Savakkhasangho, tăng là các bậc thinh văn đệ tử Phật, các ngài đã tu hành chính chân theo thánh chánh. Uccupatipanno Phakkhavato Savakkhasangho, tăng là các bậc thinh văn đệ tử Phật, các ngài đã tu hành chính chân y theo thánh pháp. Nyayapatipanno Phakkhavato Savakkhasangho, tăng là các bậc thinh văn đệ tử Phật, các ngài tu hành để giác ngộ niết bàn, là nơi an lạc, dứt khỏi các sự thống khổ. Sammicchapatipanno Phakkhavato Savakkhasangho, tăng là các bậc thinh văn đệ tử Phật,
các ngài đã tu theo phép giới định tuệ. Yati đăng chất ta ripurisa yuga ni. Tăng nếu đêm đôi thì có bốn bậc. Tăng đã đắc đạo cùng quả tu đà hường. Tăng đã đắc đạo cùng quả tư đà hàm. Tăng đã đắc đạo cùng quả a na hàm. Tăng đã đắc đạo cùng quả a la hán. Anh tha purisa pungala. Tăng nếu đêm chi thì có tam bậc. Tăng đã đắc đạo tu đà hường. Tăng đã đắc quả tư đà hường. Tăng đã đắc đạo tư đà hàm. Tăng đã đắc quả tư đà hàm. Tăng đã đắc đạo a na hàm. Tăng đã đắc quả a na hàm. Tăng đã đắc đạo a la hán. Tăng đã đắc quả a la hán. Ê sa pha ca quá tu sa qua các sanh khô. Chữ tăng ấy là các bậc thinh văn đệ tử Phật. A hu nay yo, các ngài đang thọ lãnh bốn môn vật dụng của tinh thi ở phương xa đem đến dâng cúng cho những người có giới hạnh. Ba hu nay yo, các ngài đang thọ lãnh của tinh thi mà họ dành để cho thân quyến cùng bầu bạn ở các nơi, nhưng họ lại đem đến dâng cúng cho các ngài. Đặc khi này vô, các ngài đang thọ lãnh của tinh thi, tinh lý nhân quả đem đến dân cúng. Anjalikarani vô, các ngài đang cho chúng sanh lễ bái. Anuntarang vun nhận khen tâm. Lokansati, các ngài là phước điện của chúng sanh, không đâu bị kịp. Nam thi mê sa ra năng an nhân, sang khô mê sa ra năng quá răng. Ê tê na san cha văn chê na hô tu mê chay ha măng ca lăng. Chẳng có gì đáng cho con phải nương theo, chỉ có đức tăng là quý bao. Nên con phải hết lòng thành kính mà nương theo, đặng cầu sự ác đến cho con, ý như lời chân thật này. Wanda mi che ti yang sap pang sa pan thane su va tin thi tang sa ri vi kha ta tu ma ha bo tin bu tha ru pang san ka lang sa da. Con đem hết lòng thành kính làm lễ tất cả các bảo tham, ngọc xa lợi đại thọ bồ đề và kim thân Phật đã tạo thờ trong khắp mọi nơi. Cha ran tham mông vi cha lăng anati tu bya thi tham mông vi bya thi anati tu ma ran tham mông vi ma ran lăng anati tu sam pe hi me phi he hi ma na pe hi na na pha vo vi na pha vo kham ma sa kham vi kham ma ta ya do Kamma yoni kamma bantu, kamma patisaranu, yam kamang karinsa mikannayanam, vapapakang vatansa dayado, pavinsa mi evam, amhehi apinyam, panchavin kitabanti. Thế tôn lời dạy tỏ tường, năm điều quen tương phải thử xét ra, ta đây phải có sự già, thế nào tránh thoát lúc qua canh tàn, ta đây bệnh tật phải mang, thế nào tránh thoát đăng an mạnh lành, ta đây sự trên sẵn dành, thế nào tránh thoát từ sanh đến kỳ. Ta đây phải chịu phân đi, nhân vật quý mến ta đi miệt mà. Ta đi với nghiệp của ta, dầu cho tuôn sâu tạo ra tự mình. Theo ta như bóng theo hình, ta thọ quả bao phận minh kết thành. Sampe santa avera hontu, sukita hontu, nindukha hontu.
tu âm gia bản cha hôn tu anika hôn tu dika yuka hôn tu aroga hôn tu sambandhi hi samin chan tu sugi atanang pariharan tu dung kham ban ta chan din dung kha pha yam ban ta chan din pha ya so kham ban ta chan is so ka hon tu sam be vi ba ni no. Nguyện cho tất cả chúng sanh đừng có ăn chay lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui, đừng có khổ, đừng làm hại lẫn nhau, đừng hẹp lượng, hãy cho được sống lâu, đừng có bệnh hoạn, hãy cho được thành tựu đầy đủ, hãy giữ mình cho được sự yên vui. Tất cả chúng sanh đến khổ rồi, xin đừng cho có khổ, đến sự kinh sợ rồi, xin đừng cho kinh sợ, đến sự thương tiếc rồi, xin đừng cho thương tiếc. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Con kính đảnh lễ ngài chư Đức, con kính đảnh lễ chư tôn đức tăng, quý bà quý cô tư nữ. Con kính mời đạo tràng cùng con thọ trì tam quy và ngũ giới. Ukasa mayang phante visung rankanathaya tisaranena saha pancha silaniya chama. Kính bạch đại đức, chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để vân giữ hành theo cho được sự lợi ích. Tuti yampi mayang vani visung visung rankanathaya tisaranena saha pancha silaniya chama. Kính bạch đại đức tăng, chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để vân giữ hành theo cho được sự lợi ích lần thứ nhì. Ta ti ham vi ma yang phan te vi sung vi sung ran kha na tha ya ti sa ra ne na sa ha pan cha si la ni ya cha ma. Kính bạch đại đức tăng, chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để vân giữ hành theo cho được sự lợi ích lần thứ ba. Chúng con thành kính cung kính ngài chư Đức truyền tam quy và ngũ giới cho hàng Phật tử chúng con. Con kính dâng biết đến ngài. Nam mô Buddhaya. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Kính lễ Đức Phật Sư, kính chào Phật tử nữ Diệu Pháp, kính chào Sitina, Sit Thiên Lạc, Sit Phương Mộng, Sit Meta, Sit Hạnh Kiểm và đạo hữu Karuna. Xin được thay mặt Chư Tăng truyền tâm quy và ngũ giới đến đạo tràng Pháp hội. Bụt đăng sa năng ga cha mi, con đem lòng thành kính xin quy Phật. Đồng mong sa năng ga cha mi, con đem lòng thành kính xin quy Pháp. Sang thân sa năng ga cha mi, con đem lòng thành kính xin quy Tăng. Bụt yam bi bụt đăng sa năng ga cha mi, con đem lòng thành kính xin quy Phật lần thứ nhì. Đức Thế Âm bị đấm mong sàn nắng gây chứa hòm bị con đem hãy lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ nhì. Đức Thế Âm bị sàn tăng sàn nắng gây chứa hòm bị con đem hãy lòng thành kính xin quy Tăng lần thứ nhì. Đức Thế Âm bị Bụt đăng sàn nắng gây chứa hòm bị con đem hãy lòng thành kính xin quy Phật lần thứ ba. Đức Thế Âm bị đấm mong sàn nắng gây chứa hòm bị con đem hãy lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ ba. Đức Thế Âm bị sanh tăng sàn nắng gây chứa hòm con đem thành kính xin quy Tăng lần thứ ba. Quyền thân saranam gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy Phật.
Thammang saranam gacchami. Con đem hết lòng thành kính dâng y pháp. Sangham saranam gacchami. Con đem hết lòng thành kính dâng y tăng. Tutiyampi buddham saranam gacchami. Con đem hết lòng thành kính dâng y Phật lần thứ nhì. Tutiyampi thammang saranam gacchami. Con đem hết lòng thành kính dâng y pháp lần thứ nhì. Tutiyampi sangham saranam gacchami. Con đem hết lòng thành kính dâng y tăng lần thứ nhì. Tatiyampi buddham saranam gacchami. Con đem hết lòng thành kính dâng y Phật lần thứ ba. Tatiyampi thammang saranam gacchami. Con đem hết lòng thành kính dâng y pháp lần thứ ba. Tatiyampi sangham saranam gacchami. Con đem hết lòng thành kính dâng y tăng lần thứ ba. Thì xa lần hấp giá hát năng lịch thi tăng pháp quy tam bảo đoàn đủ chỉ có bấy nhiêu. Amavante, dạ chúng con xin vâng. Manatipata, vừa là mặt đi chứ có bằng sức mạnh giáo mi. Con xin quan dự điều học là quý cánh xa sư sát sanh. Adinadanam, vừa là mặt đi có bằng sức mạnh giáo mi. Con xin quan dự điều học là quý cánh xa sư trôn tóc. Đà mê xuống mít chá hà cha ra. Quê là mắt đi có bằng sức mạnh giáo mi. Con xin mời nhìn hiệu học là quý tánh xa sĩ ta hạnh. Một xa hoa nam. Quê là mắt đi có bằng sức mạnh giáo mi. Con xin mời nhìn hiệu học là quý tánh xa sĩ nói dối. Sura mê ra yam mát chấp mát đất hà na. Vê ra mát đi sắp nâng sư mát yam mi. Còn sư mây như điều học là quý cánh xa sư dễ dương thương và cách cách sai. Panatipata Vê ra mát đi sắp nâng sư mát yam mi. Con xin luôn giữ điều học là cố ý tránh xa sự sát sanh. Adinadana Veramani Sikhapadang Samadhiyami. Con xin luôn giữ điều học là cố ý tránh xa sự trộm cắp. Kamesu Mitchachara Veramani Sikhapadang Samadhiyami. Con xin luôn giữ điều học là cố ý tránh xa sự tà hạnh. Musawada Veramani Sikhapadang Samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự nội dối. Suramiraya Matchampamadanthana Veramani Sikhapadang Samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự dễ vui, uống rượu và các chất sai. Ma ni ban chan se kha ba da ni sa tu kang tan tuang ma ma de na ni cha ka lang sa ma la ti ta bang ti ba ba ri sa ve ta ti tam ve bu giới này tam bảo rồi ta đang di hành theo cái được trong sạch đừng có dễ vui. Amavante, dạ chúng con xin vâng. Các chúng sanh được sanh về và trời cũng nhờ dị giới được giàu sang đầy đủ tài sản, cũng nhờ dị giới được giải thoát nhập niết bàn, cũng nhờ dị giới
Bởi ta thế cho nên chư Phật tử phải đang thọ trì giới luật chưa được trong sạch đừng để lầm nhờ. Sa thứ lần thai un ta mắng ghê na quân đê hâm pa đa phản dung và un ta mắng buồn thế vô ca lý tu đô su buồn thô ca ma tư tâm mạ mắng. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ quy trần dưới chân Đức Phật là đấng chí tôn chí thánh. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo, cúi xin Phật bảo xá tội lỗi ấy cho con. Ung ta mang ghi na quân đê hâm, thấm minh cho đu việt thân quá răng, thấm mê vô ca lý tu đô su, thấm mô ca ma tu tăng mạ măng. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo, cúi xin pháp bảo xá tội lỗi ấy cho con. Un ta mắng ghê na quân đê hâm, sẵn khăn cho tu việt thoán ta mắng, sẵn khê vô ca lý tu đô sô, sẵn khô ca mạ tư tăng mạ mắng. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là phàm tăng và thạnh tăng. Các tội lỗi mà chúng con đã vô ý phạm đến tăng bảo, cúi xin tăng bảo xá tội lỗi ấy cho con. Chúng con thành kính cung kính ngài chỉ đức chúc phúc cho hàng Phật tử chúng con để tròn đủ phước báo. Con kính dâng mít đến ngài. Nam mô Bụt Thà Giá. Rạc mình mê bụt ca sê thô thà rì bồn tô chà đạp thí nê hoa mạng xê mộc ra la nô phù ra tô vi tập tàn thế nhân bạch chí mê mạ mạ nan đô phì nà sà hoa chà tôn bí xà sà mạn tà lô cập la chì in đà đê hoa sà phrom mạ ca e tê sàng a nút hoa quê nà sàm bê phát giao bạc tà hoa nê ca an tà ra ya phì vi nà sàn tu hoa xê. Sa tô Đức Phật ngự trên đầu, qua mặt xã lợi Phật, qua trà chuyện liên hầu. Trước mặt là tâm tạng sa lương a nan dầu, bổ phương a la hán, đế thích lãng phạm thiên, do ai lực pháp màu. Hồ trì cả năm châu rủi ro và tai hại tất cả đều lo âu, xin được mau tiêu diệt. Sua thất là thô thức tổ vô rô nô hô vô thất sa ta nê a rô vô thức tổ hôi sa. Sa bê nha tiết phi sa tha la tha chư vị tạo vô rô na ha bôn thất sa sa nê a rô ga chư vị tạo hôi sa cha bê nha tiết phi tê a tha la tha chư vị tạo vô rô na ha bôn thất sa sa nê a rô ga chư vị tạo hôi thất sa cha bê thị nhà tị thiên cầu xin cho các thiền tinh được sự lợi được sự an vui được sự tấn hoa trong đường Phật đạo. Cầu xin cho các thiền tinh khỏi bình hoàn được an vui cho mình và những người trong gia cả thầy. Sa thứ lần thai chúng con thành kính tri ân ngài Chí Đức đã truyền tam quy và ngũ giới và chúc phúc cho đạo tràng chúng con. Chúng con kính tri ân ngài. Akasantha cha bhummantha deva naga mahintika punyan no anumodantu chiran rakhantu sasanam. Akasantha cha bhummantha deva naga mahintika punyan no anumodantu chiran rakhantu no karu. Akasantha cha bhummantha deva naga mahintika punyan no anumodantu chiran rakhantu nyatayo. Akasantha cha bhummantha deva naga mahintika punyan no anumodantu chiran rakhantu panino. Akasantha cha bhummantha deva.
Rakhan Tuna Sada. Chư thiên nữ trên hư không địa cầu thử ngữ rõ thông mọi điều, Long Vương thần lực có nhiều, đồng sinh hoan ý phương điều chúng con. Hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ em vui lâu dài, nguyên thuộc tránh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phương dài bền lâu. Chúng con vui thu đạo màu, tương hành tinh tấn ngọ hầu vô sanh. Phước lành con đã tạo ra, các đời quá khứ hay là đời nay, nghiệp chưa cho quả phước nào, nguyện thành pháp độ để vào thiện căn. Sau này dù tạo mấy lần, từ đây cho đến siêu thăng niết bàn, hãy làm chuyện tốt sẵn sàng, mọi điều hạnh phúc thành đoàn nhân duyên. Giúp cho phiền não sớm yên, trở mau giải thoát cây liền kiếm sao. Nếu trẻ chẳng gặp Phật nào, nhầm kỳ động giác làm sao cũng thành. Nguyện cầu tam bảo từ hàng độ, nguyện thoát ba tai nước lửa bình, nguyện thảy chúng sanh khỏi oan kết, nguyện cho nhân loại ráng tu hành, nguyện gìn tam học giới định tuệ, nguyện đoạn tham sân si độc sanh, nguyện giải căn nhân sanh tự khổ, nguyện diệt tâm thao háo lợi danh, nguyện tu tinh tấn không giải đãi, nguyện sao đạo quả sớm viên thành. Y đằng nô nha thi đằng hồn tứ sư khí tà hồn tứ nhà tát dù. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã quá vãng, cầu mong cho các vị ấy hằng được sự an vui. Y đằng quát ta mê phùn nhân à sa quát khá già quát hằng hồn tướng. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, ấy là pháp duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngũ ngầm nơi tâm. Với phần phước mà chúng con đã tạo, con kính dâng đến chư tôn đức tăng, con kính dâng đến ngài trì đức, quý sư, quý bà, quý cô tu nữ, thầy kinh, nguyện cầu quý ngài pháp thể kinh an, đạo quả sớm viên thành. Con kính dâng quả phước này đến chư thiên giữa 10 muôn triệu thế giới xa bà, vua trời đế thích diêm vương, xin quý ngài hoan hỷ thọ nhận phần phước báo thanh cao này. Con kính chư phước này đến đạo tràng, nguyện cầu quý đạo hữu an vui tiến hóa trong giáo pháp của đức Thế Tôn Cô Tát Má. Y đằng nô phùn nhân niết bàn nát sát bát chất dù hồ tứ. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là pháp duyên lành để thành tựu niết bàn. Sa tức lành thai. Giờ lễ bái tam bảo đã hoàn mãn, con kính tri ân ngài trí đức, con kính tri ân quý sư, quý bà, quý cô tư nữ, con kính tri ân đạo tràng. Nam mô Bụt Thà Dạ, Nam mô Thầm Mạ Dạ, Nam mô Sằng Khà Dạ. Nam mô Bụt Thà Dạ, Nam mô Thầm Mạ Dạ, Nam mô Sằng Khà Dạ. Con kính lãnh lễ ngài, con xin phép được gửi mic lại cho ngài ạ. Alo, 1 2 3 1 2 3. Kính lễ chư tôn thầy đức tăng, xin chào cô tu nữ Diệu Pháp, xin chào chư thiên nam thiên nữ. Bây giờ là 4:30 giờ của thầy kinh, thầy chúng ta chờ thôi chứ bây giờ biết sao vậy. Thì hôm nay cũng thầy cũng không có báo gì chúng tôi biết rằng thầy có đến hay không. Thì chúng ta chờ đi.
chứ bây giờ làm sao? Hay là mời Sức Meta có ý kiến thế nào? Alo, chờ rồi. Bây giờ chúng ta chỉ có biết chờ thôi chứ làm sao giờ hả? À, chương trình bây giờ này là giờ của thầy kinh thì chúng ta chỉ biết học ví dụ pháp. À, hay là Sư Châu Nguyễn có ý kiến gì không? Alo, đây là thơ ký của thầy kinh. Alo, Sư Châu Nguyễn, hôm nay vừa nhắn thôi, bây giờ nhắn như thế nào để mà thầy kinh không thấy tới nè, rồi mời Sư Châu Nguyễn ha. Dạ Nam Mô Bụt Thà Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Dạ thưa con kính hành lễ Sư Trí Đức. Dạ con kính hành lễ quý chư tôn đức tăng, quý bà, quý cô tu nữ. Dạ con kính chào thầy đại đạo tràng. Dạ thưa sư, con mới vừa nhắn con hỏi ý thầy, chưa thấy thầy, thầy nói thầy sắp vào á thưa sư. Dạ chắc chắc là rim mình đợi, hoặc là có thể con post bài để cho cô Meta và các cô chú anh chị khác đọc trước, rồi khi thầy vào thì sẽ chờ thầy hay sao ạ? Dạ thưa con xin thỉnh ý kiến của sư ạ. Dạ con kính dâng bích đến sư ạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ, cảm ơn Tị Na, cảm ơn Châu Nguyễn cho biết đã nghe được âm thanh rõ. Vậy thì Châu cứ bốt bài lên đi, Meta xin đọc trước. Dạ, trước hết con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức cùng chư Tông Đức. Con kính đảnh lễ quý bà, quý cô tu nữ, con kính lễ cô tu nữ Như Pháp. Dạ con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ con xin đọc phần Bali hôm nay trước ạ. Samuchaya sanggaha vipago, những phân loại theo Abhidhamma. Dvasattati vithavutta vat thu thamma salakhana te sandaniyata yogan bavat khami Samuchayang, 72 pháp, 1 tâm, cộng 52 tâm sở, cộng 18 sắc thực tính, cộng 1 niết bàn, đã được trình bày với những đặc tính của nó. Giờ đây, tôi sẽ nói về những phân loại của các pháp ấy theo tương quan của chúng. Akusala Sangaho, Mitsaka Sangaho, Bồ Thị Bắc Khi gia sằng gá hồ, sập ba sằng gá hồ, chà ti sa mút cha gia sằng gá hồ, chà tục bi thô quê đi tập bồ. Toát yếu các phân loại phải được hiểu là có bốn. Toát yếu những loại bất thiện pháp, toát yếu những loại pháp hỗn hợp, toát yếu những loại pháp liên hệ đến sự giác ngộ, toát yếu những pháp linh tinh. Ca thằng Akusala Sangahe Tawajataro Asawa Kama Sawo Phawasawo Dittha Sawo Awuja Sawo. Như thế nào để khởi đầu trong toát yếu những loại pháp bất thiện có bốn hoặc lậu? Một, tham dục dục lậu. Hai, luyến ái theo kiếp sinh tồn. Hữu lậu, ba tà kiến, kiến lậu, và bốn vô minh lậu. Dạ, con đã đọc xong đoạn 1. Dạ, kính mời vị kế tiếp ạ. Nam mô Bụt Thà Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con
Xin đảnh lễ ba ngôi tam bảo, con kính đảnh lễ quý sư, quý bà, quý cô tu nữ, con chào đạo tràng, con xin phép được đọc tiếp ạ. Câu phần 2. Chattaro okha kamokho phavokho dintokho avichokho. Có bốn bộc lù, một dục bộc, hai hữu bộc và kiến bộc, bốn vô minh bộc. Chattaro yoga kama yoga phava yoga dinti yoga avichcha yoga. Có bốn trói buộc: tứ kết, dục kết, hữu kết, tà kiến kết, vô minh kết. Chattaro gantha avichcha kayakantho và bà đồ ca giác cần thù si lắp bát tá bá ra mà sù ca giác cần thù y đằng sách trà phi ni quê sù ca giác cần thù. Có bốn thắt chặt tứ phược: một, thắt chặt vào tham dục, tham ái, thân phược; hai, chắc thắt chặt vào oán ghét, sân độc, thân phược; ba, thắt chặt vào lễ nghi và nghi thức sai lầm; bốn, giới cấm thủ thân phược; bốn, thắt chặt vào quan kiến độc đoán, tin chắc rằng chỉ có đây là chân lý, ngã kiến thân phược. Chattaro upadana kamupadanam dittupadang silappatupadanam attavatupadanam. Có bốn chấp thủ: tứ thủ, dục thủ, kiến thủ, giới cấm thủ và ngã chấp thủ. Cha ni wa ra na ni kam mắt chan da ni wa ra nang ya pa da ni wa ra nang thi nam mít tha ni wa ra nang un thát cha khúc khúc chan ni wa ra na nang wikit chit cha ni wa ra nang awit cha ni wa ra nang. Có sáu thiền cái chướng ngại: một, tham dục cái; hai, sân độc cái; ba, hôn thủy cái; bốn, trạo hối cái; năm, hoài nghi cái; và sáu, vô minh cái. Nam mô Bụt Thầy Giác, Nam mô Tham Ma Giác, Nam mô Sang Khai Giác. Dạ thưa, giờ cũng đến giờ học vi dự pháp của thầy kinh. Con kính mời quý đạo hữu cùng con thỉnh pháp sư. Brahma namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Brahma jaloka di pati saham pati katan jalyan thi warang ayachata santi thasantam parajam khajatika đề sẽ tu thâm măng à nu cam phi măng bát chăng san tham ma pe rin vi na yan cha kha yan sun tan cha ban thân à phi tham ma chăm măng à cô ta yan tu cha tu san cha đàn đăng pam bố tha nay ye pa ri sa ya man che. Phạm thiên vẫn ngậm ngùi khấn khoáng vực nhận lời nhưng chẳng nhí hơi quyết lòng mở đạo dạy đời nhắm vườn lộc giả ngài dời chân sang thuyết pháp độ các hàng đệ tử. Có năm thầy tính giữ pháp từ đó là nhóm kiều trần như đường nếm hương vị hữu như niết bàn rồi từ đó mở mang giáo pháp 45 giác vẹn toàn
một lòng chẳng thôi không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm, cả tam giới thừa ân phổ cầm, đám mưa lành rưới khắp thế gian. Bởi nhân cơ tích rõ ràng, thịnh ngài thuyết pháp nơi đàn từ bi, chúng sanh ngồi khắp chốn đi, tôi mê cầu được trí tri vẹn toàn. Chúng con thành kính thỉnh thầy Kinh Đăng Đàn để hướng dẫn chúng con buổi học ngày hôm nay. Con kính chúc quý đạo hữu thính pháp được an vui. Con kính dâng mic đến thầy. Nam mô Bụt Thà nhé. Nam mô Bụt Thà nhé. Nam mô Tam Mai nhé. Nam mô Sa Khai nhé. Kính lễ chư tôn đức tăng lực. Xin kính chào tất cả quý vị. Nghe rõ không? Rồi. Ok, mai mình học tiếp phần bất thiện tập yếu, phần chót. À, trước khi mỗi học, chúng ta cùng nhau vĩnh lễ tâm bảo tâm tâm. Arahang Samma Sambuddho Bhagava Buddhaṃ Bhagavantaṃ Abhivadami Svakkhato Bhagavata Dhammo Dhammaṃ Namassami Patipanno Bhagavato Sāvakasangho Sanghaṃ Namāmi Samma Sambuddhamattulaṃ Sassattham Mahanuttamaṃ Abhivādhipāsissaṃ Abhidhammattasanghaṃ. Con xin thành kính đảnh lễ đến toàn giác vô song giáo pháp tối thượng và giáo hội chúng tăng cao quý. Con xin nói về những gì chứa đựng trong vi diệu pháp. Nam mô Bụt Thà nhé. Nam mô Tam Mai nhé. Rồi, hôm nay chương trình mình cũng vẫn như cũ ha, đọc Pali trước rồi sau đó vài câu đố vui rồi đi vào bài học. Và xin mời MC làm việc ha. Dạ, Nam Mô Bụt Thà Giá, Nam Mô Tham Bà Giá, Nam Mô Sang Khà Giá. Dạ thưa con kính mời cô Hạnh Kiểm, con kính mời Huynh Chánh Tâm, dạ con kính mời các đạo hữu ở trong room đọc bài, con xin phép được post bài ạ. Dạ con kính dâng mic lại cho đạo tràng. Dạ, con xin kính đánh lễ ba ngôi tâm bảo, con xin kính đánh lễ các quý sư, con xin kính chào thầy kinh, con xin kính chào đạo tràng. Dạ, con xin đọc bài ạ. Sata nusajya kamagara nusayo bavara ganusayo patiga nusayo mana nusayo Tha nú sa yô, vít kít cha nú sa yô, a vi cha nú sa yô. Có bảy tỳ miên, tỳ miên tâm tánh ngủ ngầm. Một, ái dục tỳ miên. Hai, ái hữu tỳ miên. Ba, phẫn ức tỳ miên. Bốn, ngã mạn tỳ miên. Năm, tà kiến tỳ miên. Sáu, hoài nghi tỳ miên. Và bảy vô minh tỳ miên. Tassa sam yo ya nyani kama raga sam yo janan rupa raga sam yo janan arupa raga sam yo janan patiga sam yo janan mana sam yo janan
thi sam yo yanang si lat bat ta para ma sa sam yo yanang vikicha sam yo yanang utta cha sam yo yanang avicha sam yo yanang suttang te. Theo Kinh Tạng có 10 thần thúc chiền dây chó bù: 1. Ái dục chiền, 2. Ái sắc chiền, 3. Ái vô sắc chiền, 4. Phẫn ức chiền, 5. Ngã mạn chiền, 6. Tà kiến chiền, 7. Giới cấm thủ chiền, 8. Hoài nghi chiền, 9. Phóng dật chiền và 10. Vô minh chiền. Dạ, con xin đọc bài xong. Cảm ơn Châu Nguyễn đã bốt bài. Con xin xuống mic nhìn người kế tiếp ạ. Dạ, Nam Mô Bích Tha Giá, Nam Mô Tham Mà Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Và một lần nữa con xin kính đảnh lễ Sư Trí Đức, con kính đảnh lễ Quý Chư Tôn Đức Tăng. Dạ, con kính lễ Cô Tu Nữ Như Pháp. Dạ, con kính chào Thầy Kinh, con kính chào toàn thể Đạo Tràng. Dạ, thưa con, không thấy bàn tay của ai hết, nên con xin phép được đọc bài trước ạ. Abharani dasa sang yo jana ni kamara gasang yo janang vawara gasang yo janang patiha sang yo janang man sang yo janang dithi sang yo janang sila patapara masa sang yo janang vijikicca sang yo janang isa sang yo janang Macharya sang yo janang, Avijja sang yo janang, Avithamme. Theo vi diệu pháp, Avithamma có 10 thần thúc, dây trói buộc khác. 1. Luyến ái duyên theo dục lạc. 2. Luyến ái duyên theo kiếp sinh tồn. 3. Sân hận. 4. Ngã mạn. 5. Tà kiến. 6. Chấp thủ những lễ nghi và nghi thức sai lầm. 7. Hoài nghi. 8. Ganh tị. 9. Sang tham. Và 10. Vô minh. Dasa kilesa lovo doso moho mano dithi vijikicca thinang utthacchang ahirikang anuttappang. Có 10 ô nhiễm phiền não: 1. Tham ái, 2. Sân hận, 3. Si mê, 4. Ngã mạn, 5. Tà kiến, 6. Hoài nghi, 7. Hôn trầm, 8. Phóng dật, 9. Không hổ thẹn tội lỗi và 10. Không sợ hậu quả của tội lỗi. Sawadi supanetthaka mafawa name natapatuka tanha Athipeta sila patapara maso idang sakcha finiweso attawa dupadanang chattatha pavattang dithigatame vapavuchati. Nơi đây, trong sự phân loại các ô nhiễm vân vân, cầu luyến ái duyên theo dục lạc và luyến ái duyên theo kiếp sinh tồn, hàm xúc lòng tham ái dựa trên đó. Cùng thế ấy, chấp thủ những lễ nghi và nghi thức sai lầm, quan kiến độc đoán tin chắc rằng chỉ có đây là chân lý và chấp thủ thuyết linh hồn trường cửu chỉ hàm ý là những tà kiến liên hệ. Dạ thưa, con đã đọc xong.
Dạ, con kính tri ân đạo tràng, con kính tri ân thầy. Dạ thưa, con kính dâng mic lại cho đạo tràng, con kính mời mọi người đọc bài, con xin phép được post bài ạ. Dạ, dạ thưa con không thấy bàn tay của ai để mà đọc bài. Dạ con thính, kính thỉnh thầy đăng đàn để cho chúng con bài học ngày hôm nay ạ. Dạ con kính dâng mic lại cho thầy ạ. Ủa, hôm nay sao vẫn quen không ai đọc vậy? Cô Mít Ta cũng vừa đọc mà. Cô Hạnh Pháp Bì Nguyễn Mộng rồi, đâu thấy đâu, nên lập thêm vài người nó đi cho ấm cúng luôn rồi nha. Tina nè, Tina chưa đọc nè, nếu chưa vô room đâu có tính đâu, vô room đâu có tính nè. Rồi xin mời tiếp. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khà Giá. Dạ, cảm ơn chú Nguyễn cho biết đã nghe được âm thanh rõ. Vậy hồi nãy cô đọc đoạn 1, rồi bây giờ chú Nguyễn bố tiếp đoạn 2 đi. Cho cô đọc tiếp đi, chú Nguyễn. Hai chattaro okha kamo kho phá wo kho đích thô kho áo quýt chô kho. Có bốn bọc lưu: một dục bọc, hai hữu bọc, ba kiến bọc, bốn vô minh bọc. Chattaro yoga kama yoga phá wa yoga đích thi yoga Avijja Yoga, có bốn trói buộc: tứ kết, dục kết, hữu kết, tà kiến kết, vô minh kết. Chattaro Gantha Avijja Kaya Gantho Yabado Kaya Gantho Silabhatabharamaso Kaya Gantho Y đăng sắc cha phi ni quê sô ca gia ganh thô, có bốn thắt chặt tứ phược: một, thắt chặt vào tham dục tham ái thân phược; hai, thắt chặt vào quán ghét sân độc thân phược; ba, thắt chặt vào lễ nghi và nghi thức sai lầm giới thủ thân phược; bốn, thắt chặt vào quan kiến độc đoán tin chắc rằng chỉ có đây là chân lý ngã kiến thân phược. Chattaro upadana kamupadana dittupadana silabbatupadana attavadupadana, có bốn chấp thủ, tứ thủ: một, dục thủ; hai, kiến thủ; ba, giới cấm thủ; và bốn, ngã chấp thủ.
cha ni quá ra na ni ca mắt chan đa ni quá ra năng và bà đa ni quá ra năng thì nam mít tha ni quá ra năng uất thật cha cút cúc chan ni quá ra năng quý chi kích cha ni quá ra năng á quýt cha ni quá ra năng có sáu tiền cái chướng ngại: một tham dục cái, hai sân độc cái, ba hôn thủy cái, bốn trạo hối cái, năm hoài nghi cái và sáu vô minh cái. Dạ, em cứ bót lên đi cô đọc tiếp. Satta nusaya kamara ganusayo phawara ganusayo patikha nusayo mana nusayo ditha nusayo quý chí kích cha nusayo áo quýt cha nusayo có bãi tùy miên tìm miên tâm tánh ngủ ngầm. Một ái dục tùy miên, hai ái hữu tùy miên, ba phận quốc tùy miên, bốn ngã mạng tùy miên, năm tà kiến tùy miên, sáu hoài nghi tùy miên và bảy vô minh tùy miên. Đa sa sang vô cha na ni ca ma ra ga sang vô cha năng ru ba ra ga sang vô cha năng anu ba ra ga sang vô cha năng. Dạ, con đọc lại chỗ này. Arubaraga sang vô cha năng, Batikha sang vô cha năng, Mana sang vô cha năng, Ditthi sang vô cha năng, Silabbatabara Masa sang vô cha năng, Vichikicca sang vô cha năng, Uttaccha sang vô cha năng, Avicca cha sang vô cha năng xuất tanh tê. Theo kinh tạng có 10 thằng thúc triền dây trói buộc: một ái dục triền, hai ái sắc triền, ba ái vô sắc triền, bốn phẩm triền, năm ngã mạng triền, sáu tà kiến triền, bảy giới cấm triền, tám hoài nghi triền, chín phóng dật triền và 10 vô minh triền. Cảm ơn Châu Nguyễn đã bớt bài. Kính cảm ơn Thầy. Dạ, xin mời dì kế tiếp ạ. Nam mô Bụt Thaya, Nam mô Tham Maya, Nam mô Sankhaya. Con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo. Con kính đảnh lễ quỳ sư, quỳ bà, quỳ cô tư nữ. Con kính chào Thầy Kinh, con kính chào Đạo Tràng. Con xin phép được đọc bài ạ. Đoạn 4. Aparanidassa sangyocchanani kamaraga sangyocchanang phavaraga sangyocchanang patikka sangyocchanang mana sangyocchanang ditthi sangyocchanang silappata paramasa sangyocchanang vikicchicca sangyocchanang issasa Isa sang yu cha nang, Machariya sang yu cha nang, Avicca sang yu cha nang, Avithamme. Theo vi diệu pháp, Avithamma có 10 thúc dây trói buộc khác: một, luyến ái, duyên theo dục lạc; hai, luyến ái theo kiếp sinh tồn; ba, sân hận; bốn, ngã mạn; năm, tà kiến; sáu, chấp thủ những lễ nghi và nghi thức sai lầm; bảy, hoài nghi; tám, ganh tị; chín, sang tham, sân tham; và 10, vô quả và 10, không sợ hậu quả của tội lỗi. Dạ, con xin phép con đọc bị sai, con xin phép đọc lại đoạn này. Theo vi diệu pháp, Avitamma có 10 thần thúc dây trói buộc khác: một, luyến ái duyên theo dục lạc;
2. Luyến ái duyên thâu kiếp sinh tồn. 3. Sân hận. 4. Ngã mạn. 5. Tà kiến. 6. Chấp thủ những lễ nghi và nghi thức sai lầm. 7. Hoài nghi. 8. Ganh tị. 9. Sân tham. Và 10. Vô minh. Tassa kilesa lo po do so mo ho ma no tithi vikicca thi năng út thát chăng ahiri cần anh nốt tập bằng. Có 10 ô nhiễm phiền não. 1. Tham ái. 2. Sân hận. 3. Si mê. 4. Ngã mạn. 5. Tà kiến. 6. Hoài nghi. 7. Hôn trầm. 8. Phóng dật. 9. Không hổ thẹn tội lỗi. Và 10. Không sợ hậu quả của tội lỗi. À sa wa di su pan ne tha ka mam pha wa na me na tam pan thu ka tăng ha áp thiếp bê ta si lắp ba ta ba ra ma so y tăng sát cha phi ni quê so át tóc và trúc ba đà năng cha tát thà pa quát tăng tít thi gát ta mê quá ba út cha tí. Nơi đây, trong sự phân loại các ô nhiễm, câu luyến ái duyên theo dục lạc và luyến ái duyên theo kiếp sinh tồn, hàm xúc, lòng tham ái dựa trên đó, cùng thế ấy, chấp thủ những lễ nghi và nghi thức sai lầm, quan kiến độc đoán, tin chắc rằng chỉ có đây là chân lý, và chấp thủ thuyết linh hồn trường cũ, chỉ hàm ý là những tà kiến liên hệ. Dạ, thưa con đã đọc xong. Con kính tri ân quý sư, quý bà, quý cô tu nữ và thầy kinh và đạo tràng. Con kính mời vị kế tiếp. Rồi, chào con, chào lắm ha. Chắc ở đây hết ai đọc rồi. Đủ ha. Rồi, giờ bắt đầu mình vô câu hỏi đố vui. Đố vui có thưởng. Hello, 1, 2, 3, hello. Câu số 1. Tâm nào bắt lấy cảnh sắc thì chính là tâm tham. Tâm nào bắt lấy cảnh sắc thì chính là tâm tham. A nhỏ, đúng. B, tâm sân. C, tâm thiện. D, tâm quả vô nhân. À, câu dễ quá ha, dễ ội ha. À, mời quý vị Xuân Phong lên lấy 10 điểm ha. Rồi, mời MC làm việc nha.
Em xin con thanh thủy xin kính chào và kính chào thầy Kinh. Tại con không có học trong lớp á, nhưng mà con thấy con thầy là D, bởi vì con nghĩ giống như là tâm nào bắt lấy cảnh sắc thì chính là tâm tham. Thì khi tâm mà bắt lấy cảnh sắc á, khi con làm cái giống như là loại trừ ra tâm sân á, thì cái cảnh không thể nào tâm sân được, mà tâm thiện thì không được, mà tâm tham thì con nghĩ cũng không được, nên con chọn là tâm quả duyên nhân. Và con nghĩ như vậy. Và con kính mời đồng trang. Tại sao lại chọn tâm quả vô nhân? Lên giải thích coi, giải thích tại sao mình chọn cái tâm quả vô nhân, nó có lý do như thế nào để người ta hiểu nhé. Rồi mời Thanh Thủy lên ha. Dạ con không có theo học thường xuyên, nhưng mà là tại vì con chọn tâm quả vô nhân á, bởi vì vô nhân là nó không có tham, không sân, không si. Nhưng mà tại vì tâm này là bắt lấy cảnh sắc, mà cảnh sắc thì có thể là cảnh sắc tốt hay cảnh sắc không tốt, hay là cảnh sắc vừa lòng hay không có vừa lòng, thì không thể nào là tâm sân được, mà cũng không thể là tâm thiện được, cũng không thể là tâm tham được, nên con chọn là tâm quả vô nhân. Là lý do con chọn là như vậy ạ. Rồi, cho biết kết quả là trúng, nhưng mà giải thích thì nó không đúng. Chọn trúng mà giải thích thì chưa có được gọi là trúng ha. Mà là 5 điểm. Rồi mời China coi, lấy 5 điểm nữa coi. Dạ sếp Tina ơi, sếp chưa có cầm mic đó ạ. Dạ sếp cầm mic nha. Dạ. Dạ con xin sám hối, con quên cầm mic. Dạ, con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, con kính đảnh lễ quý sư, quý bà, quý cô tư nữ, con kính chào đạo tràng. Câu trả lời tâm nào bắt lấy cảnh sắc thì chính là tâm tham, là câu trả lời là cũng là con trả lời là tâm quả vô nhân. Tại vì là tâm quả vô nhân có cái nhãn thức thọ xả quả bất thiện vô nhân, thì nó nương qua cái con mắt để biết cảnh sắc ở bên ngoài, và nó cũng sẽ chịu được những cái thiện và bất thiện. Thành ra của là hoặc là những cái thiện và bất thiện của kết quả trong quá khứ gây ra, và nhãn thức á, thì nó nương vào cái thần kinh nhãn, thành ra cái tâm nhãn thức nó bắt cảnh sắc, và nó cũng sanh hay là mất tại đó. Dạ, con trả lời là như vậy. Là câu đề thưa thầy, nếu có sai xin thầy sửa giùm cho con ạ. Rồi, đúng không quý vị? Đúng không? Alo. Đúng, xà thủ. Chính là tâm quả vô nhân mới bắt cảnh sát, tức là nhãn, cặp nhãn thức á, cặp nhãn thức bắt cảnh sát. Nhãn thức và xả quả bất thiện, quả thiện thì mắc cảnh sắc, chứ không có tâm tham cho nó.
nên đây chính là tâm quả vô nhân, là cái đầu tiên để bắt lấy cảnh sắc và xa thứ ha. Rồi vậy là người 5 điểm ha. Thanh Thủy 5 điểm, Tina 5 điểm và 10 điểm. Rồi câu số 2. Tâm vô nhân là tâm không sanh khởi nơi, 2 chấm. Tâm vô nhân là tâm không sanh khởi nơi, 2 chấm. Trời dục giới. B. Trời sắc giới. C. Người khổ lạc. Người khổ lạc. D. Người lạc vô tưởng. Người lạc vô tưởng. Rồi câu này dễ ủi ha. Rồi mời quý vị nha, mời xung phong lên ráng lấy điểm để cho con lạnh. Xin mời. Dạ con kính chào thầy, con kính chào đạo tràng. Và con cho là C, bởi vì tâm vô nhân thì gồm có tâm quả bất thiện, tâm quả thiện, tâm duy tác. Ở đây là trời dục giới là không có, và tâm không có ba trong cái nhóm đó rồi. Trời sắc giới cũng vậy. Người khổ lạc thì do tâm quả, không có nằm trong tâm quả bất thiện hay là tâm quả thiện hay tâm di tác. Dạ con hiểu được như vậy, con kính xin thầy kính đạo tràng sửa lại cho con ạ. Con xin cảm ơn. Rồi sa thú tặng cho hai trứng chút nấu thịt kho kho vịt chuẩn bị gom nhiều là thịt kho. Rồi, mời tiếp.
chánh tâm ngồi cười duyên lên trả lời coi, lên trả lời lấy 10 điểm rồi coi là chánh tâm. Dạ, con xin kính đến lễ ba ngôi tam bảo, con xin kính đến lễ các vị sư, và con xin kính chào thầy kinh, kính chào đạo tràng. Dạ. À, lên là sợ lấy chứng dịch quá nên không dám lên. Dạ, đưa thầy, con xin trả lời. À, tâm vô nhân là tâm không sanh khởi nơi A. trời dục giới, B. trời sắc giới, C. người khổ lạc, D. là người lạc vô tưởng. Và con xin trả lời là câu D, người lạc vô tưởng. Tại vì người lạc vô tưởng nó đâu có tâm đâu mà nó sanh khởi, nó chỉ là sắc thôi. Và còn cái tâm mà vô nhân thì đương nhiên vẫn có cõi trời dục giới, vẫn có cõi trời sắc giới. Như trời sắc giới thì nó có chỉ có nhãn nhĩ, còn người khổ lạc thì nó có đủ hết. Còn D là câu trả lời đúng, là thứ nhất là nó không có tâm. Dạ, con xin trả lời đó. Dạ, con xin hết với thưa thầy. Thì con xuống mít ạ. Xà thử, xà thử, hay gì ta. Xà thử, 10 điểm, 10 điểm, xà thử. Rồi, ngon lòng ha, lấy 10 điểm, tưởng lấy tiếng dịch tiếp. Rồi, câu số 3. Câu số 3. Đúng rồi, cho câu trả lời cho anh ta để ghi gì lại ha. Rồi câu số 3. Tâm nào là tâm không có nhân bất thiện và thiện đồng sanh? Hai chấm. Tâm nào là tâm không có nhân bất thiện và thiện đồng sanh? A. tâm thiện. B. tâm tốt. C. tâm siêu thế. D. tâm láo đại. Tâm thiện đáo đại. Tâm thiện đáo đại. Tâm thiện là rồi. Đó, câu hỏi là tâm nào là tâm không có nhân bất thiện và thiện đồng sanh? Thì chúng ta có bốn cái loại đáp án ha. Rồi, mời quý vị tham gia ha. Rồi, cô Meta là lên xem tụ lại coi, cô Meta lấy 10 điểm lại coi. Để Thanh Thúy Trần gì kìa, mời Thanh Thúy Trần lên lấy lại 10 điểm coi. Mời Thanh Thúy, ca sĩ Thanh Thúy, mời ca sĩ Thanh Thúy lên biết nha. Dạ con Thanh Thủy, con kính chào đại tràng, kính chào thầy kinh, kính chào các quý đạo hữu. Dạ con chắc là ăn một dịch tiếp nữa quá, mà hơi con trả lời theo con hiểu đi. Tâm nào là không, là tâm không có nhân bất thiện và thiện đồng sanh, con nghĩ là tâm tốt, chỉ bởi vì tâm tốt thì không, theo con hiểu tâm tốt là tâm nó không
không có nhân thiện cũng không nhân ức, không biết nói sao. À, con nghĩ là tâm tố, con cũng không biết giải thích làm sao. Được rồi, con gọi lên nước tạo trạng. Rồi, ngồi yên đó, mời tiếp, ai lên, giơ tay lên coi. Rồi, nhà này hiền quá, nhà này sẽ học viết rồi im ru hết trơn. Mấy năm trời học quy diệu pháp rồi, trả lại hết trơn rồi, quý vị ơi. MC đâu, lên làm việc cho con làm coi, lên cho nói vào sớm tủ rồi cho anh ta phấn khởi lên, lên nhớ bài. Mời MC. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Dạ, Nam Mô Tham Ma Dạ, Nam Mô Sang Kha Dạ. Dạ thưa, con xin đọc câu số 3, câu hỏi của thầy ạ. Tâm nào là tâm không có nhân bất thiện và thiện đồng sanh? A là tâm thiện, B là tâm tố, C là tâm siêu thế và D là tâm đáo đại. Dạ thưa, cô Meta ơi, cô có ở trước máy không ạ? À? Dạ con kính mời cô cầm mic trả lời được không ạ? À? Dạ, cô Meta ơi, cô có nghe được âm thanh của con không ạ? À? Con không thấy bàn tay của cô, thầy ơi. Dạ, mời Sittina. Dạ, mời Huynh Chánh. Dạ, mời cô Hành Kiểm. Dạ, con kính mời Đạo Tràng ạ. À. Dạ. À quên hết rồi thầy, dạ con cũng quên luôn đó thầy. Dạ thầy, con xin trả lời và con cũng xin nhận học dịch trước à. Dạ thưa thầy, con cũng chọn kết quả là câu B. Tại vì nhân bất thiện và nhân thiện đồng sanh. Không có nhân bất thiện và nhân thiện đồng sanh thì tâm thiện thì dĩ nhiên là có nhân thiện đồng sanh rồi. Tâm siêu thế thì trong đó là cũng có tâm thiện và tâm đáo đại cũng như vậy, cho nên là chỉ còn có tâm tố là tâm duy tác thì không có nhân thiện hay bất thiện đồng sanh mà thôi. Dạ con không biết đúng không nha thầy. Dạ con xin lãnh học dịch, con xin phép được xuống mic, con kính mời đạo tràng. Dạ con mời cô Meta, cô có kem trước máy, cô cầm mic ạ. À. Chánh tâm, chánh tâm nói đúng rồi, lên giải thích cho người ta là nó làm ở dưới nói đúng rồi. Rồi chánh tâm lên đi. Dạ con kính chào thầy. Dạ nãy cô Thúy với Châu trả lời đúng rồi thầy, tại vì thứ nhất là cái tâm tố là cái tâm di tác, nó chỉ tạo hành động nhưng mà nó không có có hành động nhưng mà không có nhân, là rồi không có nhận cái quả, chỉ là hành động thôi. Và cái tâm tố là cái tâm vô ký, nên nó không có giữa cái thiện hay là giữa cái bất thiện, chứ nhân giữa thiện và nhân bất thiện thì nó là cái tâm vô ký, nó chỉ tạo ra hành động nhưng mà không có cái quả. Nên cái câu này là nên chọn là câu B, tại vì nó không có nhân bất thiện và thiện đồng sanh trong đó. Và cái câu đó là câu B chính xác nhất nha, con xin hết là thưa thầy. Rồi. Tâm thiện thì có nhân thiện, đúng không? Đúng không? Tâm bất thiện thì có nhân bất thiện, đúng không? Là tâm tố có nhân gì? Tâm tố có nhân gì quý vị ơi? Cái gì không có. Nói là ăn không dịch là đúng rồi.
Không có làm việc vô nhân mình cũng ăn vịt luôn. Di tác nhân là có nhân di tác không vậy? Trong tâm cũng ăn vịt luôn. Ai ba người trả lời trúng ha, ba người trả lời trúng mà giải thích thì sai, thì nó ăn vịt là vừa rồi ha. Nói thì nói trúng nhưng mà khi mà giải thích trật lắc. Nhân này có sáu nhân ha. Tham sân si là nhân gì? Vô metta đúng, xa thú vô metta là nhân vô ký, vô tham vô sân vô si là nhân vô ký. Khi mà đồng sanh chung với tâm di tác, với tâm tố thì được gọi là nhân vô ký, chứ không gọi là thiện hay là bất thiện ha. Lúc đó nó trở thành nhân vô ký. Cho nên nếu mà phải hiểu cho rõ ràng ha, nhân bất thiện, nhân thiện và nhân vô ký. Đó là như vậy ha. Học lâu lắm rồi quên hết rồi. Nắm được chưa? Được ha, mà nhân vô ký tức là vô tham vô sân vô si á. Nếu vô tham vô sân vô si á, nãy nói là tâm vô ký là thật, phải nói là nhân vô ký mới đúng. Vô tham vô sân vô si là nhân thiện, nếu mà sanh trong những cái tâm thiện, còn sanh trong tâm di tác á, thì gọi là nhân vô ký. Tâm vô ký là thật, nhân là nhân khác, tâm khác nào rõ ràng gì cũng nghĩ vậy. Rồi mời cô Thanh Thí. Dạ con kính chào đạo tràng. Dạ con là vô nhân á, là ý con nói là không. Các cho con nói lại ha, con là vô nhân á, mà ý con nói là không có sáu nhân á, nhưng mà ở đây vô nhân là sao? Kính thầy kinh giảng cái chỗ này giùm con ha. Nó vô nhân nó khác với lại không có sáu nhân, mà cái này con lùng bùng quá, kính thầy chỉ dạy ha. Con kính chuẩn bị cho đạo tràng, ngài kính mời thầy. Rồi. Nhân á, nói chung á, nói thông thường á, thì có sáu nhân đúng không? Vô tham, tham sân si là nhân bất thiện, vô tham vô sân vô si là nhân thiện, là tính theo đơn thuần là có sáu nhân. Là tính phân ra nữa thì có chín nhân, là nhân bất thiện là tham sân si, nhân thiện là vô tham vô sân vô si, và nhân vô ký cũng là vô tham vô sân vô si. Mà nhân vô ký, khi mà được gọi là nhân vô ký là khi nó đồng sanh trong những cái tâm tố, những cái tâm của bậc A La Hán thì gọi là lúc đó được gọi là nhân vô ký. Còn vô nhân là không có nhân nào hết, là những cái tâm vô nhân là không có một trong sáu nhân đó, không có nhân nào có mặt hết, thì được gọi là vô nhân. Giống như tâm vô nhân như là tâm vô nhân nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, là nó không có nhân đồng sanh thì được gọi là tâm vô nhân. Cô Thanh Thí hiểu chưa? Hiểu cái vô nhân chưa? Hiểu rồi ha? Rồi đó, vậy thôi, đơn giản đó. Giống như bánh bao mà có nhân thịt, có nhân thịt, có lập xưởng, cái này kia chẳng qua thì kia là bánh bao nhân thịt. Mà bánh bao không có nhân giống thì kia bánh bao không nhân, nó vô nhân. Vậy thôi, chứ có gì đâu, có hiểu. Rồi, ở ha, là câu số 3. Rồi bây giờ còn số 4. Câu số 4. Ghi câu trả lời đó.
Rồi được rồi đó, ok. Rồi, câu số 4. Trong 52 tâm sở có tất cả bao nhiêu uẩn? Trong 52 tâm sở có tất cả bao nhiêu uẩn? A. 5. B. 4. C. 3. D. 1. D. 1. Rồi, nó hỏi mình trong 52 tâm sở nha, thì mình có được bao nhiêu uẩn đó, dễ ợt ha. Học cái mấy năm trước, bây giờ mình trả lời cũng được là thôi. Rồi, mời quý vị, mời em xin làm việc rồi. Dạ, con kính này lễ ba ngôi, con kính đảnh lễ ngài Trí Thức Sư Chư Tịnh, con kính đảnh lễ sư Phước Giang. Dạ, con kính chào thầy kinh, con thử trả lời câu hỏi này xem ạ. Dạ. Trong 52 tâm sở có tất cả bao nhiêu uẩn? Dạ, tất cả uẩn ở đây thì con thấy có thọ uẩn này, tưởng uẩn này, hành uẩn này, là có ba uẩn ạ. Dạ, còn tổng là có ba uẩn đúng không thưa thầy? Con xin trả lời như vậy, có thọ uẩn, tưởng uẩn và hành uẩn. Thọ uẩn là sở hữu thọ, tưởng uẩn là sở hữu tưởng, còn lại là 50 sở hữu còn lại là hành uẩn. Dạ, con xin được trả lời ạ. Rồi, đúng không quý vị? Alo, đúng không? Không. Rồi, tâm thí không ha. Ai nữa? Trong Nguyễn rồi, đúng hay không? Tâm giám tâm, đúng hay không? Anh thấy 5 quẩn, còn chánh tâm mấy quẩn? Không. Ai nữa? Mấy ta mấy quẩn? Chánh tâm mấy quẩn? Chánh tâm 4 hả? Chánh tâm 4, còn mấy ta mấy quẩn? À, rồi, mời cô lên. Dạ, Nam Mô Bụt Tha, dạ, Nam Mô Tham Ma, dạ, Nam Mô Sang Kha, dạ. Để con đọc lại câu hỏi.
trong 52 tâm sở có tất cả bao nhiêu uẩn? A 5 uẩn, B 4 uẩn, C 3 uẩn và D 1 uẩn. Thì con thấy là trong 52 tâm sở đó nó tùy theo cõi mà nó có uẩn thầy. Con thấy đối với cõi ngũ uẩn thì nó có 5 uẩn là sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, thức uẩn. Còn đối với cõi tứ danh uẩn thì nó có 4 uẩn, bởi vì nó có không có sắc thì nó có thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn. Dạ con trả lời vậy thầy. Dạ không biết đúng sai hay là ăn học dịch gì đó thì con hiểu sao con trả lời vậy. Dạ con xin trả máy cho thầy. Dạ con thành thầy con kính chào đạo tràng, con kính chào thầy kinh. Dạ sao con làm quẩn bởi vì trong 52 tâm sở sẽ đi cũng sẽ 52 tâm sở sẽ đi với lại 121 tâm tùy theo nhóm tâm thiện bất thiện hay cái gì đó. Thì trong 52 tâm sở sẽ phối hợp với 121 tâm, nhưng mà có khi có cái khi không, con không hiểu nói gì cả. Nhưng mà nó sẽ nằm trong ngũ năm quẩn là ngũ quẩn là sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng, hành, thức. Con nghĩ là trong 52 tâm sở là nó cũng có trong hết trong năm quẩn à. Giờ để cho điểm nha. Thành thí thì học dịch rồi, chắc chú học dịch luôn rồi, cô mấy ta cũng học dịch luôn rồi. Bây giờ trong 52 tâm sở nè, thọ quẩn là nào, là nào? Thọ quẩn là gì? Sở thọ là tâm sở thọ, sở thọ rồi. Tưởng quẩn, tưởng quẩn là sở tưởng. Rồi hành quẩn, hành quẩn. 50 sở hữu còn lại. Rồi thức quẩn nằm đâu? Thức quẩn có trong 52 tâm sở không? Không, xuất quẩn chánh tâm nó có, nó không dịch luôn. Chánh tâm nó có, chánh tâm nó không dịch luôn. Xuất quẩn là tâm, sao nó có trong tâm, bên tâm sở được. Nó là tâm là riêng biệt của nó. Tâm hai muốn tâm là xuất quẩn. Con nói vô là trật rồi, rồi là như vậy là pháp nguồn là đâu có tính đồng sanh. Ta đang hỏi tâm sở mà ta đâu có hỏi đồng sanh nữa. Ta đâu có nói đồng sanh. Nhưng mà ta nói đồng sanh thì tính. Còn đang nói bên tâm sở riêng rồi. Chỉ có bốn quẩn thôi, thọ tưởng hành, thọ tưởng hành tới ba quẩn thôi. Tính riêng thì đang nói tâm sở mà sao? Thọ quẩn, tưởng quẩn và hành quẩn thì có ba quẩn thôi. Rồi nãy ai trả lời, ai trả lời ba quẩn đó, nãy có ai trả lời ba quẩn không vậy? Ai vậy? Ai trả lời nãy, ai trả lời ba quẩn? Tùm lum quá không biết. Pháp nguồn Lào Cai, rồi pháp nguồn Lào Cai 10 điểm, xa thứ pháp nguồn Lào Cai. Tâm sở thì chỉ có một quẩn là thọ quẩn, tưởng quẩn là 2, hành quẩn là 3, vậy thôi ha, chứ không có thức quẩn vô bị bả. Rồi như vậy hôm nay pháp nguồn Lào Cai lấy được 10 điểm, còn quý vị kia là lấy được học dịch hết trơn rồi. Học dịch ngon lành không? Học dịch này bán đắt quá, đặt coi dễ quá, rồi bán học dịch này chạy vào ao.
Rồi câu chót ha, câu số 5. Một hành giả ngồi niệm đề mục hơi thở. Như vậy, trong lúc đó có được bao nhiêu uẩn? A. Một. B. Hai. C. Ba. D. Bốn. E. Tất cả đều sai. Rồi, câu này không có dễ nha. Rồi, là trả được câu lời, lấy được 10 điểm câu này là tuyệt vời đó. À, đi hành thiền là đắc tu đồ vật liền ha. Rồi, mời MC làm việc nha. Dạ thưa anh Chánh Tâm ơi, em mời anh nha, tại vì cái vụ này anh rành lắm nè, em xin phép xuống mic, em dâng mic cho anh nha. Alo, dạ thưa, con kính chào thầy. Thưa thầy, câu này con để người khác trả đi thầy, để con để sau đi. Dạ, tại vì mình trả lời đúng thì không có ai để lên để họ tư duy suy nghĩ tí xíu không? Để con xin xuống những mít đến người khác trả lời thầy. Dạ, con xuống à. Gửi thì lên trả lời đi. Nếu lên xong rồi hết người thì Chánh Tâm lên. Dạ, con xuống mít là thầy. Dạ, thưa thầy, con xin được thử trả lời câu này xem ạ. Dạ, có gì thì có gì sai mong thầy chỉnh sửa thêm cho chúng con ạ. Dạ, một hành giả ngồi niệm đề mục hơi thở, như vậy trong lúc đó có được bao nhiêu uẩn? Một uẩn, hai uẩn, ba uẩn, bốn uẩn, hoặc là tất cả đều sai. Dạ, thưa thầy thì theo con thì một hành giả ngồi niệm đề mục hơi thở như vậy thì trong lúc đó thì là nó có tất cả là 5 uẩn ạ. Còn những cái câu trả lời câu A, câu B, câu C, câu D này là sai hết ạ. Bởi vì là khi một cái tâm khởi lên thì nó gồm có này, thức uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, sắc. Từ một cái tâm này nó khởi lên như vậy thì
nó sẽ đi cùng với tâm sở, rồi thì sẽ nó sẽ có cả thức uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn và sắc uẩn ạ. Dạ. Con xin được trả lời như vậy ạ. Con xin được xuống mic ạ. Dạ con kính chào trang, con kính chào thầy Kiết Kinh. Con lên con nhận học giúp tiếp đây. Con hình như mà con nói ý của con, một hành giả đang ngồi niệm về đề một hơi thở, như vậy trong lúc đó có bao nhiêu quẩn? Con nghĩ là trong lúc đó có 2 quẩn, bởi vì khi có sắc quẩn, bởi vì đó là giác quan, là mắt tai mũi lưỡi. Mũi là giống như là mình thở ra thở vô á, mình tiếp nhận được, mình niệm về được một hơi thở. Rồi có sắc, có thọ quẩn, bởi vì thọ quẩn là có cái cảm giác là mình là mình có cái cảm giác là mình thở ra thở vô như vậy. Còn con không có nghĩ là có tưởng quẩn hay hành quẩn, thức quẩn. Con câu trả lời của con là có 2 quẩn, sắc quẩn và thọ quẩn. Các con được học một tiếp và con kính tri ân đạo tràng. Mời Tina ha. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ quý sư, quý bà, quý cô tu nữ, con kính chào thầy và con kính chào đạo tràng. Con xin phép trả lời câu hỏi là một hành giả ngồi niệm đề một hơi thở, như vậy trong lúc đó có được bao nhiêu uẩn? Một a, một uẩn, b, hai uẩn, ba uẩn, bốn d, bốn uẩn, e, tất cả đều sai. Dạ, câu d là tất cả đều sai, vì phải có 5 uẩn thì mới ngồi hành thiền được. Dạ, phải có tâm tâm phải có dạ thưa đúng là phải có 5 uẩn, trừ người vô tưởng, người vô tưởng và người vô cõi. Dạ thưa, câu trả lời là 5 uẩn á, nhưng mà chỉ có người vô tưởng và người vô sắc đó thì không hành thiền được thôi, còn lại là người có 5 uẩn mới ngồi hành thiền. Dạ, con trả lời sai, xin thầy sửa giùm cho con ạ. Dạ thưa thầy, thì con kính chào thầy, con xin trả lời câu này. Thưa thầy, thì cái câu này là câu e, tất cả đều sai. Thì thứ nhất là khi mà người hành giả đó, mà mình giả là nó phải có tâm mà ngồi niệm thì ngồi niệm để một hơi thở là sắc, mà khi ngồi niệm là có cái tâm biết niệm, mà khi tâm có tâm biết, mà tâm nó đi những cái khi có tâm biết niệm thì để một hơi thở thì tâm nó đồng sanh với bên sở hữu tâm, ít nhất nó phải có 7 cái 7 cái sở hữu biến hành, thì nó ít nhất thôi là có phải có 7 cái sở hữu 7 cái sở hữu biến hành, mà trong khi 7 sở hữu biến hành nó có thọ nè thưa thầy, và nó có tưởng nè thầy, và những cái sở hữu khác nó còn lại là hành quẩn. Thì cái người hành giả đương nhiên là phải, và cái hơi thở là cái sắc quẩn, thì đương nhiên thì ngồi như thế hành giả niệm hơi thở thì đương nhiên một ứng nói cũng là sai, hai ứng nói cũng là sai, ba ứng nói là sai, tứ ứng cũng là sai, phải có 5 ứng minh, nên cái câu trả lời những cái câu mà a b c d là sai, thì tất cái câu e là tất cả đều là đúng. Dạ con xin hết thưa thầy. Rồi, xa thử ha, năm quẩn nha,
Pháp nguồn là gai trứng như vậy, chánh tâm trứng ha. À, năm quẩn. À, tại sao năm quẩn mình phải giải thích thì rõ ràng ha. À, khi mà một người niệm đề mục hơi thở thì hơi thở là thuộc về gì quý vị? Hơi thở. Hơi thở là sắc quẩn. Sắc pháp để thuộc về sắc quẩn, đúng không? Thở là sắc quẩn. Rồi khi hơi thở nó xúc chạm vô cái thân, cái lỗ mũi mình xúc chạm vô thân thì nó phát sanh cảm thọ, thì có thọ quẩn, đúng không? Nó xúc chạm vô có cái cảm thọ thì là rồi có thọ quẩn. À, rồi thọ quẩn có mặt thì tưởng quẩn cũng có mặt. Tưởng quẩn là ghi nhớ, nhớ lại những cái gì đó. À, thì lúc đó tưởng quẩn vẫn có mặt, à, tưởng quẩn. Rồi có thọ có tưởng thì 50 tâm sở còn lại là hành. À, thì những cái tâm sở nào mà sanh chung lúc mà có chánh niệm, lúc có ghi nhận như đó thì có hành quẩn. Rồi còn gì nữa? Rồi có tâm, cái tâm là đồng sanh chung với tâm sở để mình biết cảnh đó. Thì như vậy là có thức quẩn. Được chưa? Rồi như vậy là một người ngồi niệm hơi thở vào một cái là có đầy đủ sắc thọ tưởng hành và thức ha quý vị. Rồi xa thử xa thử mang là chánh tâm 10 điểm, pháp tuần là cái 10 điểm ha. Còn mấy vị kia thì học dịch rồi. Dịch nay bán đắt quá. Học dịch bán đắt quá. Rồi hết phần câu hỏi ha. Câu hỏi rồi giờ mình vô tới bài học, cái bài cuối cùng nha. Bài cuối cùng hôm nay là thực hiện tập yếu học phiền não cái cuối ha. Cái gì nắm được không? Nắm được cái này không? Một hơi thở vào, người nhớ rồi niệm hơi thở thì có đủ năm quẩn, hiểu không? Hiểu, ok rồi. Rồi, trong Nguyễn chuẩn bị bài học số 10, thập phiền não, tá sát ký lê sát. Thập phiền não. À, cái thập phiền não là cái bài số 10 ha. Thì nó ký lê xá đó, nó ngữ căn là ký lý, tức là làm cho sầu muộn hay làm cho nóng nảy. À, thì là cái từ là ký lý và ý nghĩa nó là làm cho sầu muộn, làm cho tâm mình bị nóng nảy, bị sầu muộn ha. Rồi ký lê san tí u bát ta ban tì tí, đồng nghĩa với là ký lê xá, tức là pháp nào làm cho nóng nảy thì gọi là phiền não. À, tức là những cái pháp nào nó sanh lên làm cho mình nóng nảy, mình bực bội, mình khó chịu hoặc là nó quấy nhiễu mình ha, thì pháp đó gọi là phiền não. Kilisati etehiti thì cũng bằng là kilesa, làm cho nhơ bẩn gọi là phiền não. À, thì phiền não nó có hai cái nghĩa là cho mình biết cái nào làm cho cái tâm mình nó nóng nảy, nó khó chịu thì gọi là phiền, là phiền não. Cái nào làm cho tâm mình nó bị dơ bẩn, bị bẩn đục, bị tanh hôi, bị bệnh hoạn thì cái đó cũng gọi là phiền não. À, thì đó là những ý nghĩa mà chúng ta nắm được cái gốc của nó ha. Là cái sự dơ bẩn, cái sự nóng nảy, cái sự mà hôi tanh của tâm ha, thì được gọi là phiền não. Thì phiền não cho mình biết là có 10. Một là tham phiền, lô phô. Hai là sân phiền, đô sô. Ba là si phiền, mô hô. Bốn là ngã mạn phiền, ma nô. Bốn là ngã mạn phiền, mô nô. Ma nô. Năm là tà kiến phiền, đích thiết. Sáu là nghi phiền, quý chí kích cha. Nghi phiền, quý chí kích cha, nghi phiền. Bảy là hôn phiền, thi năng, hôn phiền. Tám là phóng dật phiền, bích thất chăng.
chính là vô tàm phiền, ái vi căn. Mười là vô phiền, nó tất bằng. Rồi như vậy cho mình biết là có 10 cái phiền não để mà nó dây quanh mình ha, nó phá hoặc là quấy nhiễu, nó làm cho mình bị dơ bẩn, làm cho mình bị nóng nảy phiền muộn ha. Thì đó là những cái pháp mà mình được biết là thuộc về thập phiền não. Rồi trở lại thứ nhất, tham phiền, lô phô, tham phiền. Thì cái tâm mà ta cho mình, cái tâm mà nắm nhiễm trong năm trần cảnh đó, tức là sắc thinh hí khí vị xúc, là tâm mà nắm nhiễm trong năm trần cảnh, hay các pháp khả ái khả hỷ hoặc thích thú hoan hỷ nắm nhiễm với những cảnh giới tái sinh, thì gọi là tham phiền. Tức là tâm nào mà nhiễm cái năm trần cảnh, sắc thinh khí vị xúc, năm cái trần cảnh khả ái khả hỷ, mình khoái, mình thích, mình chìm đắm trong cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh hương, cảnh vị, cảnh xúc, tâm mình bị đắm nhiễm, vô trong đó, thì được gọi là tham phiền. Hoặc là mình thích thú, mình hoan hỷ đắm nhiễm với những cảnh giới tái sanh, như tái sanh về cảnh trời dục giới, cảnh sắc giới, cảnh vô sắc giới, thì mình còn đắm nhiễm, mình còn hoan hỷ với những cái đó, thì mình còn bị tham, nó làm cho là phiền não. Đó là cái vấn đề mà chúng ta biết tham phiền là như vậy. Chẳng hạn như ta cho mình biết, thí dụ như bà Wisakha, bà mất đi đứa con của bà, mất đi đứa cháu của bà, thì bà mới phát sanh buồn phiền, buồn rầu ha. Mà bà là cũng là tu đồ quân nha, bà mất được đứa cháu thân yêu của bà cũng buồn. Thì như vậy, khi mà bị như vậy, thì do cái nhân duyên đó, Đức Phật mới giảng cho bà nghe một câu: Bê mát tô cha nhất tí sô cô, bê mát tô cha nhất tí pha văn, bê ma tô quýt ba mút tót xá ná thí xô cô cú tô pha văn, ái luyến sanh sầu ưu, ái luyến sanh sợ hãi, ai giải thoát ái luyến không sầu đâu sợ hãi. Đức Phật nhân dịp cái nhân duyên này, Đức Phật giảng cho bà Bồ Tát nghe một cái câu pháp cú như vậy ha: ái luyến sanh sầu ưu, ái luyến sanh sợ hãi. Thì chính ái luyến nó làm cho mình phải sầu phiền muộn, sợ hãi nha. Rồi ai mà giải thoát được cái này đó, giải thoát được ái luyến này, thì không sầu đâu sợ hãi. Câu rất đơn giản, rất là tuyệt vời ha, ha. Rồi cái chi pháp của cái tham phiền này là tâm sở tham, chính là tâm sở tham có mặt trong tám tâm tham, là tâm sở là gốc ha, chính là tâm sở tham có mặt trong tám tâm tham. Vì vậy tham phiền chính là tâm sở tham, đó là cái thứ nhất là tham phiền. Rồi cái thứ hai là sân phiền, đô xô. Sân phiền tức là ta nói với một cái tâm mà nóng nảy, bực bội, khó chịu, bất mãn, không hài lòng, hận thù, vân vân vân. Khi mà mình có những cái sự mà khó chịu, mình nóng nảy, mình nổi sân như vậy, đối tượng nào đó với người nào đó, gặp người đó làm gì mình khó chịu, mình bực mình sanh là sự mà tức giận, nóng nảy, thì lúc đó chúng ta bị cái sân phiền, nó làm cho tâm mình bị nóng nảy, bị đốt cháy. Thì như vậy tâm trạng mà nóng nảy, tâm trạng mà khó chịu, bực bội, tâm trạng bất mãn, tâm trạng không vui, không hài lòng, và nặng hơn nữa là tâm trạng còn một cái sự mà hận thù với đối tượng đó, thì lúc đó chúng ta đang bị sân phiền, nó làm phiền não. Thì như vậy khi mà chúng ta bị nổi sân, bị khó chịu, bị tức tối, bị chọc giận này kia, thì lúc đó mình biết mình đang rơi vô cái dòng phiền não, rơi vô cái sân phiền. Mà rơi vô cái sân phiền này chính là cái mà đưa chúng ta đi vào trong cái sự đau khổ, đưa chúng ta đi vào trong những cảnh giới tối tâm ha. Cho nên khi mình học, mình hiểu, mình biết những pháp là như vậy, thì mình phải tránh né đó, phải tìm cách để mình loại khỏi nó ra khỏi dòng tâm thức của mình. Chứ nếu mà mình cứ nuôi những cái tâm này, nuôi hận thù này kia đó, hận thù trả mùa 10 năm trả chưa muộn ha, thì mấy phim Tàu nó dạy mình những cái, nó dạy mấy cái ác độc luôn. Thù này quyết trả 10 năm chưa muộn, phải chết luôn ha. Thì như vậy là sân phiền là một cái trạng thái tâm mà thuộc về bất mãn, thuộc về hận thù, thuộc về tức
chịu ha. À, thù dai à, pháp nguồn lâu cải đúng thù dai. À, như thù dai là người nữ cũng thù dai lắm phải không vậy? Người nữ thù dai lắm, Châu Nguyễn cũng thù dai lắm ha, phải không? Có thù dai không? Pháp nguồn lâu cải cũng thù dai. À, thiền quá ha. Chánh tâm là nhà hết thù dai rồi, chánh tâm ha. Chánh tâm giờ ngon lành ha. Rồi sao thú người nam thù dai rồi lâu quá, người nam người nam cái đâu có thù dai rồi, người nam ta phóng khoáng lắm à, tức bỏ thôi không có gì. Người nữ thù dai lắm, nữ mà ghét ai rồi thì thôi đời tàn lắm ha. Đó à, mình thấy cái sân phiền nó làm cho cái tâm mình nó đốt cháy, tâm mình gây gớm lắm ha. Rồi chi pháp là tâm sân à, là tâm tăng chi pháp là tâm sở sân trong hai tâm sân. Okay. Tâm sở sân trong hai tâm sân à, chính là tâm sở sân là chính trong hai tâm sân à, không có à, à. Không có ngon rồi, nếu không có là tốt rồi, là tương lai sáng rỡ rồi. Rồi đó là cái thứ hai là sân phiền. Số ba chi phiền mô hô. Si phiền mô hô là một cái trạng thái tâm mê muội, trạng thái tâm si mê u tối, trạng thái tâm mịt mù, không biết rõ được sự thật của các pháp. À, các pháp là vô thường mà mình không biết, mình cho nó là thường. Các pháp nó là khổ, mình cho nó là lạc. À, các pháp nó là vô ngã, mình cho nó là ngã. À, các pháp nó là không có gì, là ta là của ta, mình cứ chấp vô đó là ta là của ta. À, mình bị trạng thái si mê u tối che mờ cái tâm trí của mình, thì lúc đó chúng ta bị si phiền. À, mình à, thấy được cái gì đó tốt mình cho đó là tốt đẹp, mình mê đắm vô đó là mình rơi vào trạng thái si phiền. Chi pháp là tâm sở si, chính là tâm sở si ha, là si phiền. Rồi như vậy là thứ ba, và thứ tư là ngã mạn phiền, mano. Ngã mạn là một cái trạng thái cao ngạo hay là một trạng thái so đo. À, so đo ví dụ như là hơn, là ý hơn, tức là mình giỏi, mình học quy pháp mình giỏi hơn người này khác, rồi mình nghĩ là mình ngon, mình hơn người đó, mày sao bằng tao, tao hơn mày. Còn có một sự so đo hơn, nghĩ hơn, rồi hơn nghĩ bằng, hơn nghĩ thua. Bằng nghĩ hơn, bằng nghĩ bằng, bằng nghĩ thua, rồi thua nghĩ hơn, thua nghĩ bằng, thua nghĩ thua. Và có những cái trạng thái, những cái cách mà mình sống để mình vì cái ngã mạn của mình, vì cái cao ngạo của mình so sánh, mình không chịu thua ai, phát sinh ra cái trạng thái cao ngạo. À, như Châu Nguyễn như đại học người ta đánh máy giỏi số 1, vì dự pháp không thua ai. À, pháp nguồn là cái pháp chi pháp là tôi cũng nắm, không thua ai, không ai bằng tôi, phải không? Thì nó là ngã mạn phiền nó phát sinh. Chánh tâm như vậy là ngã mạn phiền nó làm cho mình dơ bẩn cái tâm mình, nó bị so sánh, bị so đo, bị hơn thua, phát sinh sự cao ngạo sau đó. Thì đó là ngã mạn phiền. Thì chi pháp là tâm sở ngã mạn đầu sanh trong bốn tâm tham ly tà, chi pháp là tâm sanh các bạn trong bốn tham ly tà. Rồi đó là ngã mạn phiền. Rồi số năm là tà kiến phiền. Tà kiến phiền đích thí là cái sự mà hiểu lầm, hiểu quấy, làm cho cái tình nó bị ô uế, tâm mình mê tín, tâm mình bị chấp thủ vào những cái tà kiến, chấp thủ vào những cái lễ nghi sai lạc lạc, chấp thủ vào những cách tu tập là không đem đến lợi ích, chấp thủ vào những cái sự mà do từ cái tham ái mình là mình chấp thủ vào những cái đó. À, mình thích rồi được sung sướng giàu sang, đâm ra mình phát sinh những cái mê tín, những cái sự hiểu sai lầm lạc, cúng kiến thờ phượng, cầu xin gian giái, lên chùa lên núi đủ thứ chuyện, để cầu xin những được cái này kia nọ, thì mình bị chấp vô cái tà kiến sai lệch đó. Hoặc là những người tu tập theo những cái tông phái này tông phái kia, nghĩ rằng những cái phương pháp mà tu theo kiểu luyện bùa luyện chú, tu theo kiểu mà thờ ông thờ bà, rồi tu theo kiểu mà
lõa thể, vân vân, những cái phương pháp tu mà khổ hạnh không có đem nó lợi giải thoát, họ bị chấp dính vào cái đó, thì như vậy đã bị rơi vào trong cái tà kiến thiền, nó làm cho cái tâm mình nó bị hiểu lầm lạc, làm cho cái tâm mình nó bị ô nhiễm, làm cho cái tâm mình nó bị ô uế, cho nên đó là rơi vào trong cái gọi là tà kiến thiền. Tà kiến thiền này mấy bà cũng nhiều lắm, mấy bà cũng hay mê tín, rồi đi lên chùa cầu xin cúng kiến, con xin cúng cho chùa đồ ăn vật thực để cho con được có chồng, có con tốt đẹp, con được giàu sang, được có vàng. Mệt lắm, mấy bà cũng là kiến ghê lắm. Xưa là chưa giờ hết hả? Xa thứ ha. Rồi, chi pháp là tâm sở tà kiến trong bốn tham hợp tà. Tâm sở tà kiến trong bốn tham hợp tà. Rồi, đó là chi pháp, là tâm sở tà kiến, nó đồng sanh trong bốn tham hợp tà ha. Vì vậy là mình rơi vào trong cái tà kiến phiền. Rồi, số 6 là nghi phiền, quý chí kích cha. Trạng thái phân vân lưỡng lự, tới khi mình có trạng thái nghi ngờ, phân vân lưỡng lự, khi nghi ngờ với những điều mà tốt đẹp, những điều trong sạch, mình nghi ngờ, mình không tin như đó, mình nghi ngờ Đức Phật, không biết Đức Phật này có thiệt hay không, hay là chỉ là truyền thuyết, Đức Phật không phải, không biết là có phải là một vị vững sạch là tối thượng hay không, một vị có một trí tuệ là siêu đẳng hay không, không tin. Mình nghi ngờ, mình phân vân, nghi ngờ, mình không tin gì đó. Mình nghi ngờ về ân đức pháp, mình nghi ngờ giáo pháp này không biết phải là đúng, là đưa đến, nghe nói là đưa đến sự giải thoát, chấm dứt sự đau khổ luân hồi, không biết có đúng hay không. Mình nghi những cái đó. Mình nghi ân đức tăng, nghi những cái đức độ của những bậc thánh tăng. Có những bậc thánh tăng tu được quần tư là hà ma la hán, không biết có thiệt hay không, hay là chỉ nói vậy thôi. Hoặc là mình nghi ngờ về sự luân hồi sanh tử, nghi ngờ về sự mà tái sanh trong tương lai, mình chắc không có, làm gì có, nhưng mà dù minh hành thức chính xác nhập cái chuyện đó thì nó nói cho vui thôi chứ không có, nghi ngờ vậy đó. Chính vì sự nghi ngờ này nó làm cho cái tâm mình nó bị che lại, làm cho cái tâm mình nó bị ô uế, làm cho cái tâm mình nó không còn trong sáng nữa, và nó chặn đứng con đường tu học của mình. Chặn đứng con đường để thấy được cái sự thật trong các pháp. Cho nên cái nghi ngờ mình tưởng là nó tầm thường, nhưng mà nếu mà mình không biết cách phá nghi là mình sẽ bị tiêu luôn ha. Chặn đứng luôn con đường, che đứng luôn, cái che bích luôn cái lối để thoát, để mà bước ra khỏi cái sự mà đau khổ. Cho nên nghi phiền là một cái rất là nguy hiểm, mà nó ẩn tàng ở trong tâm mình ha. Rất là nguy hiểm. Thấy mình thấy gì là mình nghi, tâm mình hay nghi lắm. Nghi là mình cứ tưởng là mình có trí tuệ, là mình nghi tùm lum tà la. Cái đó là cái tự hại mình ha. Rồi, chi pháp chính là hoài nghi, tâm sở hoài nghi á, tâm sở hoài nghi trong tâm si hợp với hoài nghi. Khi tâm sở hoài nghi đồng sanh trong tâm si, thì gọi là tâm si hoài nghi. Thì như vậy là tâm si hoài nghi nó thuộc về nghi phiền. Đó là cái mà chúng ta thấy không, sự nghi ngờ mà không đúng chỗ, nghi ngờ mà không biết tháo gỡ, nó đưa chúng ta đến một cái sự đau khổ lâu dài. Cho nên khi mà mình có nghi ngờ vì cái điều gì đó, mình nghi ngờ về Phật, về pháp, về tăng, về giáo pháp, về những cái lý này cái nọ mình không có thông được đó, thì phải nên tìm những bậc thiện trí thức để mình hỏi. Mình phải gần những bậc thiện trí thức để mình hỏi, để mới người ta mới giải đáp cho mình những cái đó, tức là thân cận bậc chân nhân, nghe những cái giáo pháp của những bậc chân nhân, thì như vậy mình mới có sự tiến hóa được. Còn nếu mà không, mình cứ ngã mạng, mình tưởng mình ngon là mình chết. Cho nên đây là chúng ta cần phải biết cái nào lợi ích cho mình, cái nào đem tai hại cho mình ha. Rồi như vậy đó là cái số 6 là nghi phiền, quý chí kích cha. Nghi phiền cần phải được loại bỏ. Rồi khi quý vị loại trừ được nó, quý vị đã diệt trừ được cái nghi rồi đó, thì coi như mình đắc được tu đà quần. Bậc tu đà quần diệt trừ thân kiến hoài nghi giới cấm thủ, mà mình diệt trừ được nó rồi là phải ra ha. Đó là số 6 là nghi phiền. Số 7 là hôn phiền thi năng. Hôn phiền
thiền là trạng thái là uể oải, trạng thái lười biếng, co rút của tâm, tâm mình co rút là tâm cái tâm như tâm sở nó làm cho cái tâm nó bị nhiễm đục, cái tâm mình bị giống như mình bị buồn ngủ đó, tâm mình co rút lại, tâm mình quải uể oải không muốn làm vậy thôi ha. Giờ kêu ngồi thiền cái ngồi nó uể oải buồn ngủ hoặc đọc sách vô ngồi đọc sách là cái lười biếng phát sanh ha. Cái tâm mình uể oải nó co rút, cho nên nó làm những cái phiền não, làm cho cái tâm mình nó bị nhiễm đục, làm cho cái tâm mình nó bị tối, bị mờ đi. Cho nên khi chúng ta bị này rơi vô này, mình biết mình đang rơi trong cái không phiền và phải là loại bỏ nó ngay, đừng để nó kéo dài trong cái tâm mình ha. Chỉ pháp là tâm sở hôn trầm, có trong năm tâm bất thiện hữu trợ. Tâm sở hôn trầm có trong năm tâm bất thiện hữu trợ là tâm nào quý vị? Năm tâm bất thiện hữu trợ là tâm nào? Alo. Quên ha. Phải sạch quên ha. Năm tâm bất thiện hữu trợ, bốn tham hữu trợ, một sân hữu trợ, là năm tâm bất thiện hữu trợ. Rồi, đó là di pháp không phiền. Rồi, số 8 là phóng dật. Út thách chân phóng dật. Thật sự khi mà hôn phiền này đó, bình thường cái hôn phiền là nó đi một cặp với lại là hôn trầm là thủy miên ha, là thường là hai cái này là một cặp để có buồn ngủ giả dự thì nó rơi vô cái sự uể oải và làm biếng thì nó rơi vô sự buồn ngủ luôn. Tại là số 7 này có thể chúng ta nên hiểu là có cả hôn trầm và thủy miên ha, có đầy đủ chi pháp vậy ha. Rồi số 8 là phóng dật phiền út thách chân, là trạng thái tán loạn, tâm bị quấy đục ô nhiễm. Cái trạng thái phóng dật này nó gì, cái tâm mình nó thí dụ giống như là cái đống tro tàn á, mình cầm cục gạch mình chọi vô cái nó bung tùm lum tà la thì đó là phóng dật. Thì tâm mình vậy đó, nó hỗn loạn, nó phóng, nó náo động, nó loạn, nó chạy tùm lum tà la. Mới giờ gì ngồi thiền xuống ngồi mới hết giờ thở ra vài ba cái là cái tâm nó phóng á, và nó chạy đi tìm cảnh, nhớ về những chuyện này chuyện kia trong thời quá khứ, không biết người này sao rồi sống sao, hoặc là mình nhớ tới những chuyện đi chơi vui vẻ, những chuyện buồn rầu đau khổ vân vân, và nhớ về những chuyện quá khứ rồi nghĩ tới chuyện tương lai, rồi loạn sợ ngầu, hoặc là cái tâm mình nó nghĩ tán loạn, nó không có đứng yên được. Thì khi mà cái tâm mình nó tán loạn, nó bị quấy động rồi á, thì cái tâm mình nó trở nên là ô nhiễm, tâm mình nó u tối, tâm mình nó bị mịt mù. Thì cũng giống như quý vị thấy mà khi mà có cơn bão tới, thổi phun lên cái là bụi cát nó bay tung lắm ta ba, thì nó che mịt mù mình không có thấy gì phía trước. Thì cũng như thế nào, thì cái tâm mình nó phun lên cái là nó phóng dật, nó loạn động lên cái đó, thì coi như mình sẽ không thấy được những cái sự mà chân thật quá nó hiện hữu. Cho nên khi mà chúng ta bị vô cái trạng thái này là mình phải kiềm chế, phải khắc phục nó, an trú tâm về trong cái hơi thở, an trú tâm về trong cái đề mục, để cho tâm từ từ nó lắng dịu xuống, để không thôi là tâm mình nó loạn động, nó quấy nhiễu, nó làm cho vẫn đục. Mà hễ nó càng phóng nhiều nào thì mình càng đi xa rời với cái sự mà sáng suốt chừng đấy. Càng phóng nhiều thì tâm mình u tối, nó u mê, nó tối hù luôn ha. Cho nên phóng dật là một cái trạng thái tâm loạn động, một cái trạng thái tâm quấy động, một trái tâm làm cho ô nhiễm. Chi pháp của nó chính là tâm sở phóng dật, tâm sở phóng dật nó làm chính trong đó ha, đồng si tàn quý phóng dật. Thì tâm sở phóng dật này nó là cái chính, được gọi là phóng dật phiền, nó làm cho tâm mình nó bị phiền não vẫn được. Cái này là khó trị lắm nha quý vị, phóng dật khó trị lắm. Rồi đó là số 8. Rồi số 9 là vô tàm phiền ái đi căng. Vô
phàm phiền, một trạng thái không biết khổ thẹn tội lỗi, gây cho tâm dơ bẩn, tâm mình không biết khổ thẹn, ăn cắp cũng không biết là khổ thẹn, mình nói dối nói xạo này kia, nói thoải mái, tâm mình không khổ thẹn tội lỗi, như mình làm việc gì đó sai, mình đi nói dối nói xạo luôn, mà tâm mình nói dối, mình nói dối cái thoải mái, không có gì mắc cỡ đâu. Trạng thái tâm mình lúc đó là bị rơi vào trạng thái là vô tâm, không biết khổ thẹn những cái gì mình đã làm xấu. Chi pháp là tâm sở vô tham. Rồi, đó là cái vô tham. Mà vô tham thì nó đi với là vô quý. Số 10 là vô quý phiền. Nó tập bằng là trạng thái không biết sợ, không biết sợ tội, không sợ luân hồi, không sợ nhân quả. Không sợ là khi làm bậy là không sợ ha. Tâm mình không sợ, không có gì phải sợ hết, không có tội lỗi gì hết. Ta giết là ta giết, ta hại là ta hại, lường gạt là ta lường gạt, không có một sự sợ tội, không có sự sợ tội. Cho nên cái vô tàm và vô quý là một cặp, một cặp mà nó phá tan cái đạo đức của một con người mình. Khi mà mình không hổ thẹn tội lỗi, không biết sợ tội lỗi, không biết sợ nhân quả, không có sợ những cái điều mà mình đã làm ra, thì như vậy chúng ta sẽ là một người được gọi là người ác, người không biết sợ tội lỗi, làm tất cả mọi thứ chuyện không có sợ hãi gì hết. Thành ra thế gian này mới phát sinh rất là nhiều thứ đau khổ, cũng chỉ vì hai này, bởi vì vô làm vô quý thôi. Họ có thể giết người, họ có thể cướp, họ có thể làm nhiều chuyện rất là kinh khủng, cũng từ hai cái vô tham và vô quý này. Cho nên hai cái này nó là một cặp để mà phá tan trong cái đời sống của mình. Nếu mình không biết khéo léo thì chúng ta sẽ bị hai cái này nó phá cuộc đời mình ha, là vô tham và vô quý. Và chi pháp chính là tâm sở vô quý, tâm sở vô tham vô quý là hai tâm sở thuộc về bất thiện ha. Rồi. Nó nằm trong cái tâm sở tịnh hảo, tâm sở bất thiện biến hành, tâm sở bất thiện hành là si vô tham vô quý phóng dật, là bốn cái tâm sở là biến hành. Là vô tàm vô quý này luôn có mặt trong 12 tâm bất thiện, nó có mặt đầy đủ trong 12 tâm bất thiện ha. Rồi, như vậy là hôm nay mình học xong cái phần bất thiện tập yếu tới cái phần 10, tức là thập phiền não. Như vậy là chấm dứt cái phần bất thiện tập yếu ha. Chúng ta đã được xong cái tốt nghiệp được cái phần bất thiện tập yếu, thì sao chúng ta đi tiếp bài mới ha. Rồi, hôm nay là vừa phải lẽ, chúng ta tới đây đủ ha. Do Phước Quý Báo hôm nay nguyện cầu cho tất cả luôn được năm pháp sáng lâu, sắc đẹp, an vui, sức mạnh và sớm cái trí tuệ thành tựu chánh trí đồng điệu nhau cả thể. Nam mô Bồ Tát Giác, Nam mô Tham Ma Giác, Nam mô Sang Khe. Rồi mời MC. Nam mô Bồ Tát Giác, Nam mô Tham Ma Giác, Nam mô Sang Khe Giác. Chúng con kính tri ân thầy kinh đã giảng dạy vi diệu pháp cho đạo tràng chúng con ngày hôm nay. Con xin phép được tụng kinh sám hối Phật pháp tăng ạ. Un ta mang ge na wan de hang pa tha pan sum va run ta mang un the yo khali to do so un tho kama tu tang ma mang. Con xin hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ với chân dưới chân Đức Phật là đấng chí tôn chí thánh. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo, cúi xin Phật bảo xá tội lỗi ấy cho con. Un ta mang ge na wan de hang tham man cho du vi thăng quá răng tham me yo ca li tu do su tham mo ca ma tu tăng ma mang. Con xin hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà con vô ý phạm đến, cúi xin pháp bảo xá tội lỗi ấy cho con. Un ta mang ge na wan de hang sang khan cha du vi thon ta mang sang khe yo khali to do so sang kho kama tu tang ma mang. Con xin hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là phàm tăng và thảnh tăng. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo, cúi xin tăng bảo xá tội lỗi ấy cho con. Chúng con thành kính cung thỉnh đại đức, đại đức chúc phúc cho hàng Phật tử chúng con cho tròn đủ phước báo. Con kính dâng mic đến sư ạ.
Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo. Con thành kính đảnh lễ Thượng Tọa Trí Đức cùng chư tôn đức tăng đang hiện diện trong đạo tràng. Kính chào quý bà quý cô tu nữ, mến chào toàn thể đạo tràng. Con xin thay mặt chư tăng để phúc chúc phước báo đến toàn thể đạo tràng. Tê tha la tha xuất khí ta quý đô ra ha put tha sa sa nê a ro ga xuất khí ta ho tha sa ha sa bê hi nhà ti phi. Cầu mong cho các thiện tinh được sự lợi ích, được sự an vui, được sự tân hoa trong đường Phật Đạo. Cầu mong cho các thiện tinh khỏi bệnh hoạn, được an vui cho mình và những người trong gia quyến cả thầy. Sitya Chanagatha, Sikthamatu, 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 Idang Phalang, Etasmin, Ratanatayasmin, Sambasadanache, Taso. Cầu xin cho quả của tâm tinh thành Tam Bảo, cho được thành tu mỹ mãn, cho được thành tu mỹ mãn, cho được thành tu mỹ mãn. Sa thứ, sa thứ lành thay. Chúng con thành kính tri ân Đại Đức Đại Đức đã chúc phúc cho đạo tràng chúng con. Chúng con xin phép được hồi hướng ạ. Ya de wa ta san ti vi ha ra wa si ni thu pe ka re bu ti ka re ta hin ta hin ta tham ma ta ne na pha wan tu pu chi ta son thin ka ron te ta vi ha ra man da le thế ra cha mắt cha na wa ka cha phin ka wo sa ra mi ka da na pa sa ka ya ma ma cha in sa ra sam pa na pu ta su ki ta va u te cha la pu cha ye cha an sam pa wan se ta cha ta an tha wo ti ka ni un ye ka tham pa ti sam pe pi tung khan sa ka ron tu sam kha yang tha tu chi rang sa tan tham